Thế thì trong bài gửi cho các anh chị á, nó có cái phần tìm kiếm sự khôn ngoan, nhưng tôi cho đó là thuộc cái phần trước rồi. Cho nên hôm nay á, là tôi sẽ tập trung từ chương 11 cho đến hết. Và chắc là bản văn gửi cho các anh chị nó chưa đủ đâu. Tuần tới thì nó mới đủ. Nhưng tuần tới thì chúng ta lại có việc khác. Thế bây giờ mời các anh chị lấy sẵn sách Khôn Ngoan ở chương 11. Từ chương 11 cho đến chương 19, tác giả sách Khôn Ngoan nói đến sự quan phòng của Thiên Chúa, đặc biệt là trong cuộc xuất hành của dân Chúa mà lớp chúng ta đã có dịp tìm hiểu rồi. Cho nên khi nói đến ở đây, tôi bảo đảm là các anh chị rất dễ nắm vấn đề, bởi vì ta đã biết sách xuất hành rồi. Tác giả sách Khôn Ngoan nhấn mạnh sự quan phòng của Thiên Chúa bằng cách này, bằng cách là ông ấy đọc lại sách xuất hành, nhìn lại biến cố xuất hành của dân Chúa trong thời cựu ước, và ông ấy làm nổi bật những tương phản, cũng cùng một sự vật, cũng cùng một biến cố, nhưng Chúa dùng sự vật và biến cố đó trở thành tai họa và sự trừng phạt cho dân Ai Cập, thì Chúa cũng lại dùng biến cố và những sự vật đó để chúc phúc lành cho dân Israel. Đấy, cái ý tưởng chủ đạo nằm ở chỗ đó. Ý tưởng chủ đạo là như vậy. Nhưng mà bây giờ để thấy cho nó rõ đó, thì ta phải đi theo tác giả, để ta nhìn vào từng sự kiện một. Trước hết, ông ấy đưa ra ví dụ về nước. Ta đọc ở trong sách Khôn Ngoan mà chương 11 đó, từ câu 6 trở đi, thì có phải các anh chị thấy là có ví dụ thứ nhất là về nước không? Đó, thấy rõ nhé. Nhưng mà bây giờ chịu khó cùng với tôi lấy lại sách xuất hành coi. Chương 7, câu 17. 3 năm học thánh kinh này thì mở sách thánh là giỏi lắm. Chương 7, câu 17 viết làm sao? Đức Chúa phán thế này: cứ dấu này các ngươi sẽ biết ta là Đức Chúa, ta sẽ dùng cây gậy đang cầm trong tay mà đập nước sông, và nước sẽ hóa thành máu, cá dưới sông sẽ chết, sông sẽ ra hôi thối, và người Ai Cập sẽ không thể uống nước sông được nữa. Đấy, như vậy ở đây là nước. Nhưng mà khi Mô-xê cầm gậy đập vào nước thì nước thành máu, và dòng sông đó trở thành dòng sông sự chết đối với dân Ai Cập là như vậy. Bây giờ chúng ta mở tiếp chương 17 coi, cũng sách xuất hành, để ý câu thứ 5. Đức Chúa phán với ông Mô-xê: ngươi hãy đi lên phía trước dân, đem theo một số kỳ mục Israel, cầm lấy cây gậy ngươi đã dùng để đập xuống sông Nin và đi đi. Còn ta sẽ đứng ở đằng kia trước mặt ngươi trên tảng đá ở núi Khô-rép. Ngươi sẽ đập vào tảng đá, từ tảng đá nước sẽ chảy ra cho dân uống. Ông Mô-xê đã làm như vậy trước mắt các kỳ mục Israel. Đấy, các anh chị để ý nha. Mô-xê lại cầm gậy. Cái cây gậy này với cái cây gậy mà lúc trước ông ấy đập ở trên sông Nin đó, là hai cây hay là một cây? Có một cây gậy thôi.
Mà trước đó đó thì ông ấy cầm cây gậy đó, ông đập ở trên sông Lin đó thì nước thành máu. Còn ở đây ông ấy cầm cây gậy đó, ông ấy đập vào tảng đá thì đá thành nước vọt ra. Đấy, tác giả Sách Khôn Ngoan so sánh đó, đưa ra một ví dụ về nước. Nước là sự vật ở trong thiên nhiên. Chúa dùng nước để trừng phạt người Ai Cập. Đang khi đó, Chúa lại dùng nước để nuôi sống dân Ngài. Nuôi sống dân Ngài trong hành trình sa mạc, khô khan, nóng cháy, toàn là đá sỏi. Vậy mà vẫn có nước. Đó là một ví dụ. Ví dụ thứ hai, các anh chị đọc ở trong sách sách thánh của các anh chị đó thì sẽ thấy nó hơi tản mát, bởi vì người ta cứ theo thứ tự. Còn ở đây thì tôi trình bày một cách tổng hợp, cho nên tôi nói chung về ví dụ thứ hai, đó là các loài vật được nhắc đến ở nhiều đoạn khác nhau. Bây giờ cụ thể các anh chị lấy sách Xuất Hành trở lại chương 7. Trong chương 7 này, sách Xuất Hành kể về những tai ương ở Ai Cập. Tai ương thứ nhất là nước biến thành máu. Thế tai ương thứ hai là gì? Ếch nhái này. Tai ương thứ ba là muỗi này. Thứ tư, ruồi nhặng. Thấy không? Ếch nhái này, muỗi này, ruồi nhặng, nó đều là những loài vật cả. Và trong sách Xuất Hành kể thì những loài vật đó đã trở thành sự trừng phạt cho người Ai Cập. Đúng không nào? Chúng ta không cần phải đọc lại, bởi vì đã học rồi. Nhìn sơ lại là mình đã biết như thế. Đang khi đó, các loài vật lại trở thành phúc lành mà Thiên Chúa ban cho Israel. Ví dụ như trong hành trình sa mạc, ngoài manna ra, Chúa ban cái gì? Chúa ban chim cút. Đó là loài vật để nuôi dân. Thế rồi các anh chị còn nhớ câu chuyện là dân đi trong hoang địa phàn nàn trách móc Chúa cho nên bị rắn cắn. Ông Môsê cầu khẩn Chúa thì Chúa nói làm sao? Vâng, đúc con rắn đồng treo lên. Ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng thì được chữa lành. Như vậy là chim cút nhá, con rắn nhá, cũng là các loài vật, lại trở thành phúc lành mà Thiên Chúa ban xuống cho dân của người. Nhưng phải ghi nhớ một điều rõ ràng thế này, ở trong sách Khôn Ngoan á, khi nhắc lại chuyện rắn đồng, tác giả đã nói rất rõ, người ta được chữa lành không phải vì con rắn, mà là vì chính Chúa. Vì chính Chúa đấng cứu độ muôn người hết thảy. Nói rất rõ câu đó. Chứ nếu không á, là mình rơi vào thứ thờ ngẫu tượng đấy. Đó là ví dụ thứ hai. Chưa hết đâu. Ví dụ thứ ba mà tác giả sách Khôn Ngoan đưa ra, đó là mana. Ở chỗ này nó hơi mầu nhiệm một chút. Chúng ta lấy sách Xuất Hành chương thứ 9, câu 22. Đức Chúa phán với ông Môsê: hãy giơ tay lên trời và làm cho mưa đá rơi xuống trên khắp đất Ai Cập, trên người ta, trên thú vật và mọi cỏ cây ngoài đồng tại đất Ai Cập. Ông Môsê giơ gậy lên trời và Đức Chúa làm cho sấm vang lên và mưa đá rơi xuống, sét đánh xuống mặt đất, và Đức Chúa làm cho mưa đá rơi xuống trên đất Ai Cập. Và chúng ta ngừng ở đấy. Các anh chị để ý này, mưa đá cùng với mưa đá là gì? Sét
sét đánh. Thêm mưa thì là nước, đúng không? Sét là gì? Sét là lửa. Lửa. Tác giả sách Khôn Ngoan nói rằng hai yếu tố nước với lửa là hai yếu tố đối nghịch nhau. Vậy mà Thiên Chúa dùng cả hai yếu tố đối nghịch đó, tức là mưa đá và sấm sét, để trừng phạt dân Ai Cập. Đang khi đó đó, thì Chúa lại ban manna nuôi dân. Và nó mầu nhiệm ở chỗ này. Ở đây thì lại phải mở lại sách Khôn Ngoan thôi. Mở lại sách Khôn Ngoan ở chương 16 đó. Chương 16 mở câu 22 nói về việc Chúa ban manna, nhưng mà tác giả mô tả thế này: manna như băng tuyết chịu được lửa hồng mà không tan chảy. Nhờ vậy mà dân Chúa hiểu rằng lửa cháy bừng giữa mưa đá, sáng rực giữa mưa giông là nhằm phá hủy hoa màu của thù địch. Ngược lại, lửa đã quên đi sức mạnh của mình để người công chính còn có thức ăn. Ta thấy nó mầu nhiệm ở chỗ này. Tác giả sách Khôn Ngoan một đằng thì ông vận dụng hai yếu tố đối nghịch là nước và lửa, mà cụ thể là mưa đá và sấm sét. Chúa dùng cả hai để làm hình phạt cho dân Ai Cập. Nhưng mà khi ông ấy mô tả là manna như băng tuyết thì có nghĩa là nước chứ còn gì nữa, phải không? Mà lại chịu được lửa hồng mà không tan chảy thì cũng lại nối kết hai yếu tố nước và lửa, nhưng mà ở đây thì trở thành phúc lành cho dân Israel. Cho nên ông ấy dùng những cái tương phản để làm nổi bật lên sự khôn ngoan của Thiên Chúa vì tình yêu thương quan phòng đối với dân của Người. Ví dụ thứ tư mà tác giả sách Khôn Ngoan đưa ra đó là bóng tối và cột lửa. Ở trong sách Khôn Ngoan chương 17, tôi không biết lúc nãy các nhóm chia sẻ thì có để ý đến chương này không. Nhưng hướng dẫn chung cho các anh chị thì tôi xin các anh chị quan tâm điều này. Từ nãy đến giờ là chúng ta nói về những sự vật có tính thể lý, nước này, các loài vật này, mana này, thể lý. Thế thì khi mà đọc đến phần bóng tối ở đây á, chúng ta cũng có thể nghĩ nó là về mặt thể lý. Tức là bây giờ ta nhìn ra ngoài trời tối đen nè, đấy là thể lý. Nhưng mà không, khi ta đọc sách Khôn Ngoan ở đây, ví dụ quân vô đạo tưởng thống trị được dân thánh, nhưng chính chúng bị bóng tối giam cầm, bị đêm dài xiềng xích, bị giữ chặt trong nhà, bị loại khỏi tình thương vĩnh cửu. Thế thì khi viết như vậy, cái bóng tối mà sách Khôn Ngoan nói đến ở đây là về mặt thể lý hay là luân lý? Luân lý. Cái nghĩa bóng nhiều hơn, thấy không? Đấy, cho nên là phải quan tâm chỗ đó. Ví dụ như ta nhớ lại Thánh Gioan trong Tin Mừng của Người. Gioan kể rằng trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu loan báo một trong các môn đệ sẽ phản bội. Và sau đó thì Thánh Gioan mô tả tiếp là Giuđa đứng dậy rời khỏi bàn tiệc, và bấy giờ là đêm tối. Nhớ cái câu đấy không? Và bấy giờ là đêm tối. Đêm tối ở đó có nghĩa thể lý, bởi vì bữa tiệc ly đó là bữa chiều, như vậy bước ra ngoài là trời tối rồi. Nhưng đêm tối ở đó còn có nghĩa luân lý tinh thần nữa, bởi vì lúc đó quỷ dữ đã nhập vào Giuđa.
hai nghĩa. Tin mừng của Thánh Gioan sâu sắc lắm. Tương tự như vậy, khi Thánh Gioan nói đến thế gian đó, có hai nghĩa. Thế gian là thế giới này mà chúng ta đang sống. Nhưng mà thế gian còn có một nghĩa luân lý, đó là nghĩa xấu. Cái thế giới này nó tội lỗi, nó bị ma quỷ thống trị. Cho nên khi Chúa Giêsu trong tin mừng Gioan cầu nguyện, lạy Cha, con không xin Cha cất chúng khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ chúng khỏi sự dữ. Thế thì cái thế gian ở đó đó là thế giới mà chúng ta đang sống. Chúa Giêsu không xin Chúa Cha rút chúng ta ra khỏi cái thế giới này. Ta vẫn ở lại trong thế giới này. Nhưng Chúa Giêsu nài xin Chúa Cha gìn giữ chúng ta khỏi sự dữ. Ở một chỗ khác thì Chúa Giêsu lại nói, nếu thế gian ghét Thầy thì nó cũng ghét các con. Thế gian đó theo nghĩa nào vậy? Theo nghĩa luân lý. Thế gian đó theo cái nghĩa thế giới này, nhưng mà về mặt luân lý nó tội lỗi, nó bị ma quỷ thống trị, cho nên nó ghét Chúa Giêsu và ghét các môn đệ của Người. Bao giờ học đến tin mừng Gioan thì chúng ta có dịp nhắc lại cái điều đó. Nhưng mà ở đây này, tôi muốn liên hệ để các anh chị hiểu cái bóng tối mà tác giả sách Khôn Ngoan nói tới này, nó không chỉ là cái bóng tối ở bên ngoài khi mà trời về chiều về tối, mà là bóng tối trong tâm hồn, bóng tối tinh thần, bóng tối luân lý nhé. Thế thì ở đây sự tương phản mà tác giả nói tới dễ hiểu nhất là chúng ta liên tưởng đến đêm vượt qua đi. Đêm vượt qua, cái đêm đó đối với người Ai Cập là đêm kinh hoàng, mà đối với dân Israel là đêm giải thoát. Rất dễ hiểu. Đối với người Ai Cập là đêm kinh hoàng, là bởi vì con đầu lòng trong các gia đình Ai Cập bị giết chết. Mà chính vì vậy đó thì ông vua Pharaoh, ông mới thúc bách Môsê là hãy dẫn dân của ngươi ra khỏi đất của ta, trở thành đêm giải thoát cho Israel rồi. Thành thở ra hai sự tương phản. Tác giả cứ dùng những cặp tương phản như thế để mà làm nổi bật lên tình thương, sự khôn ngoan, sự quan phòng của Thiên Chúa đối với dân của Người. Dĩ nhiên ngày hôm nay là chúng ta sẽ đặt cái câu hỏi là thế tại sao Chúa lại thiên vị như vậy? Tại sao Chúa lại thiên vị như vậy? Chúa lại dành cho dân Israel đủ thứ ân phúc như thế, mà lại trừng phạt Ai Cập như vậy? Thì thưa các anh chị, là tác giả sách Xuất Hành và sách Khôn Ngoan không quan tâm đến cái câu hỏi đó của chúng ta. Và đừng có quên rằng cái bối cảnh đó là Ai Cập áp bức dân Do Thái nhé. Đừng có quên cái bối cảnh đấy. Thì như vậy ta sẽ thấy câu hỏi nó nhẹ đi. Nhưng điều mà tôi muốn chia sẻ thêm với các anh chị ở đây là thế này. Như vậy là mình đọc phần này trong sách Khôn Ngoan, mình thấy tác giả nhìn lại lịch sử của cuộc xuất hành. Và khi nhìn lại lịch sử như vậy, ông ấy khám phá ra tình thương quan phòng của Thiên Chúa đối với dân. Từ đó ta có thể rút ra được bài học này. Vậy thì chúng ta có nên nhìn lại lịch sử hội thánh trên đất nước Việt Nam này để khám phá ra tình thương quan phòng của Chúa hay không? Và gần gũi hơn nữa với từng người, liệu chúng ta có nên nhìn lại chính cuộc đời của mình
để khám phá ra sự hiện diện và tình thương của Chúa trong cuộc đời mình hay không? Đặt câu hỏi như vậy thì tôi nhớ lại điều mà hình như tôi đã chia sẻ với lớp này rồi. Có một phương pháp cầu nguyện gọi là đấy, có người nhớ đấy. Tôi đã một lần chia sẻ có một phương pháp cầu nguyện mà ta gọi là kinh nguyện hồi tưởng. Chứ cầu nguyện không phải là lấy kinh ra đọc, cũng không hẳn là lấy thánh vị ra mà đọc, mà cầu nguyện bằng cách là hồi tưởng lại cuộc đời của mình. Đặc biệt có những khoảnh khắc mà ta cảm nhận rõ ràng là có bàn tay của Chúa can thiệp, nếu không thì mình chết. Rồi ta nhìn lại cuộc đời của mình, nhớ đến những con người đã ghi một dấu ấn sâu đậm trong đời mình. Ta nhìn lại cuộc đời của mình, nhớ đến những biến cố đặc biệt quan trọng trong đời mình. Rồi ta nhìn lại cuộc đời mình, nhớ đến cả những thương tích vẫn còn trong tâm hồn. Đấy, cầu nguyện bằng cách đó đó. Chẳng hạn như là nhớ lại cái khoảnh khắc đặc biệt. Tôi là tôi tin rằng tất cả các anh chị đều có hết. Tôi chia sẻ một cái kinh nghiệm rất nhỏ của bản thân để các anh chị thấy có thể nó không lớn lao gì hết, nhưng mà nếu ta quan tâm nhé thì ta sẽ thấy là khoảnh khắc đó rất đặc biệt. Lúc mà tôi mới sang nước ngoài đi học phải lái xe, cái xe của tôi nó cũ lắm rồi, người ta mua xe mấy chục ngàn, tôi chỉ có 2.000, rồi tôi lại mới lái nữa, mà lại gặp mùa đông, ở ngoài trời lạnh không độ, trong xe nó lạnh như vậy thì mình phải mở máy sưởi lên cho nó nóng. Ngoài thì lạnh mà trong thì nóng, cho nên cái kiếng nó mờ hết. Giả như lái xe lâu lâu thì sẽ biết rằng phải giảm cái hít đi, nó bớt nóng ở trong xe, có khi phải mở thêm máy lạnh nữa thì cái kiếng nó trong. Nhưng mà đằng này mới lái cho nên dốt lắm. Thêm cái nữa là xe nó cũ, nó mờ hết tất cả. Cuối cùng là tôi chỉ còn có mỗi cái góc này tôi nhìn thấy, mà cứ lò dò tôi lái, mà lái thế mà cũng vào đến trường đại học. Nhưng mà cái lạ lùng nhất á, là khi mình đã vào đến trường đại học, có ngôi nhà thờ to lắm, và trước đó là có một cái quảng trường, cả một cái công viên hình tròn rộng lắm, thì phải lái xe vòng ở đó. Tôi đang lái tự nhiên tôi thắng lại, thắng một cách rất là bất ngờ vậy thôi. Mình vừa mới thắng xong thì thấy hai vợ chồng người Mỹ đi ngay đằng trước cái xe của mình. Cứ mỗi một lần tôi nhớ lại chuyện đó thì tôi nghĩ là Chúa còn cho về Việt Nam, chứ nếu không thì vào nhà tù Mỹ nằm rồi. Mà mình hoàn toàn không thấy gì hết, không thấy gì hết, tự nhiên khựng lại. Và ngay sau đó thì thấy hai vợ chồng Mỹ đi qua ngay trước mũi xe mình. Tôi kể một cái chuyện như vậy để các anh chị nghĩ lại trong cuộc đời của các anh chị có những chuyện tương tự như thế không? Tôi bảo đảm là có. Đấy, có nhiều. Và khi ta nhớ lại cái khoảnh khắc đặc biệt đó, ta cảm nhận rõ ràng có một bàn tay vô hình can thiệp. Khi tôi đọc sách của một số nhà tâm lý mà bậc thầy, tôi thấy chính họ cũng nhắc những sự kiện tương tự như vậy. Không lý giải được về mặt lý trí tự nhiên. Cảm nhận rõ ràng có một bàn tay vô hình can thiệp trong cuộc đời của mình. Lúc đấy ta sẽ thấy Chúa gần gũi mình chừng nào. Lúc đấy ta sẽ thấy cái giáo lý của Hội Thánh về thiên thần bản mệnh gần gũi mình chừng nào.
chứ không phải chỉ là Thiên Chúa của những hệ thống triết học, nó trừu tượng, nó xa vời. Tương tự như vậy, khi ta hồi tưởng nhìn lại cuộc đời của mình, những con người ghi dấu ấn rất sâu đậm trong đời của mình, có thể là một cô giáo, có thể là một sơ nào đấy, có thể là một linh mục nào đấy, có thể là một người bạn nào đấy, mà có khi chỉ vì một câu nói của người ta thôi, hay là cái gương sống của người ta mà cả cuộc đời của mình xoay chuyển. Nhớ Thánh Francisco Xavier, Ignacio nói có mỗi một câu thôi, lời lãi cả thế gian mất linh hồn được cái gì, thế mà xoay chuyển cả cuộc đời. Cuộc sống của chúng ta cũng có những con người ghi một dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời của mình. Những con người đấy là sứ giả Chúa gửi đến trong cuộc đời của mình, mà có khi chính họ cũng không biết. Rồi những biến cố lớn trong cuộc đời. Sau năm 1975, tôi nghe không ít các ông là sĩ quan ngày xưa đến nói chuyện với tôi. Sau 1975 đi cải tạo là mất hết, không còn gì. Nhưng mà bây giờ thì lại cảm nghiệm là cái biến cố đấy nó tốt cho mình. Lúc đấy thì mình chỉ nhìn thấy biến cố đó là nó giết chết mình, mà bây giờ thì lại cảm nghiệm là biến cố đó có ích lợi cho đời sống thiêng liêng của mình. Chứ giá mà cứ như ngày xưa mình quyền hành thế thì không biết là mất linh hồn lúc nào. Có những biến cố rất đặc biệt. Đấy, tôi muốn nhân cái việc mà tác giả sách Khôn Ngoan này suy tư đức tin bằng cách nhìn lại lịch sử của Israel qua những biến cố đó, khám phá ra Thiên Chúa hiện diện, Thiên Chúa yêu thương, Thiên Chúa quang phòng. Thì mỗi chúng ta cũng vậy. Tại sao mình không nhìn lại cuộc đời của mình để khám phá ra Thiên Chúa hiện diện, Thiên Chúa yêu thương, Thiên Chúa quang phòng cuộc đời mình? Mà mình chỉ đến với Chúa bằng cái đầu thôi, suốt ngày lo chứng minh như là 2 cộng với 2 là 4. Mà có chứng minh ra đi nữa thì Chúa cũng vẫn ở đâu, chứ đâu có cảm nghiệm là Chúa trong tâm hồn mình đâu. Còn khi mình nhìn lại những biến cố rất thật và rất sống động trong cuộc đời như vậy đó, ta sẽ thấy Chúa ở gần mình chừng nào. Thánh Augustino diễn tả: Chúa ở trong con sâu hơn chính con. Nhiều khi mình sống hời hợt lắm, chạy theo những cái bên ngoài, mà ít khi có cái nhìn vào phía bên trong. Chúa ở trong chúng ta sâu hơn cả chính mình. Bây giờ điểm mà không có ở trong bài gửi cho các anh chị cũng nằm ở trong những chương 11 đến 19. Nhưng khi ta đọc, nếu để ý thì sẽ thấy xen kẽ vào những suy tư mà tôi mới trình bày, tức là tác giả làm nổi bật những tương phản trong biến cố xuất hành để chứng minh sự khôn ngoan và tình yêu thương của Chúa đó, thì nó có những phần mà tác giả nhấn mạnh đặc biệt về vấn đề này, đó là thờ ngẫu tượng. Khi đọc sách Khôn Ngoan có để ý nè, có không? À, thờ ngẫu tượng. Tập trung từ chương 13 cho đến chương 15. Tôi cũng sẽ không theo thứ tự đâu, bởi vì hướng dẫn cho các anh chị là cố gắng trình bày một cái nhìn tổng hợp nhiều hơn, nhờ đó các anh chị nắm được vấn đề hơn. Thế thì khi nói về vấn đề thờ ngẫu tượng này này, tác giả sách Khôn Ngoan nói đến hai khía cạnh. Thứ nhất, đó là thờ phượng thiên nhiên. Thờ phượng thiên nhiên là cái gì? Tức là những sự vật ở trong thiên nhiên đó. Ví dụ này, mặt trời, mặt trăng này,
rồi sấm sét này, nước, lửa, cây cối, những sự vật trong thiên nhiên. Cụ thể nhất chúng ta lấy chương 13, chỉ cần đọc hai câu thôi nhé, câu 1 và câu 2 này. Hết những ai không chịu nhìn nhận Thiên Chúa tự bản chất là những kẻ ngu si. Từ những vật hữu hình tốt đẹp, chúng không đủ khả năng nhận ra đấng hiện hữu, và khi chiêm ngắm bao công trình, chúng cũng không nhận biết đấng hóa công. Thế mà lửa với gió, hay làn khí thoảng qua, hay tinh tú bầu trời, hay nước chảy cuồn cuộn, hay đèn trời thắp sáng, chúng lại coi là thần, là những bậc quản cai hoàn vũ. Đấy, vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Những sự vật trong thiên nhiên, từ mặt trời, mặt trăng, cho đến tinh tú, cho đến nước, lửa, mọi sự chỉ là loài thọ tạo thôi, được Chúa dựng nên thôi. Vậy mà người ta lại không khám phá ra đấng tạo hóa, người ta lại đi tôn thờ những sự vật đó. Tác giả gọi là ngu si, không nhận biết đấng tạo hóa. Mai mốt các anh chị mà đọc thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma đó, thì sẽ thấy Ngài lập lại điều này. Và đây cũng là nền tảng Thánh Kinh cho giáo huấn của Giáo hội Công giáo, đó là con người ta với khả năng của lý trí tự nhiên khởi đi từ thế giới hữu hình có thể nhận ra sự hiện hữu của Thiên Chúa. Giáo huấn của Giáo hội Công giáo là như vậy. Tức là thế này này, con người chúng ta Chúa ban cho có khả năng suy tư, lý trí tự nhiên này. Mình chiêm ngắm thế giới hữu hình này, mình chiêm ngắm bầu trời bao la, mình chiêm ngắm cái thế giới và vũ trụ, biết bao nhiêu sự vật vĩ đại mà nó kết hợp với nhau rất là hài hòa, trật tự, ổn định. Chẳng hạn như bây giờ mặt đất của mình mà gần mặt trời hơn một tí thì là nó nóng lên là mình cháy hết rồi. Đấy, thế thì khi mà chiêm ngắm thế giới và vũ trụ này như vậy đó, thì ta khám phá ra sự hiện hữu của Thiên Chúa là đấng mà mắt mình không nhìn thấy, nhưng mà mình biết chắc rằng Ngài có mặt, phải không? Đơn giản chẳng hạn như là tôi thấy cái bảng hay là cái bàn này đây nè, tôi có thấy ông nào ở đây đâu, nhưng mà tôi biết là có ai làm cái bàn này ra. Có nhiều triết thuyết thì người ta phủ nhận cái khả năng của lý trí. Người ta bảo là chúng ta không thể biết là Thiên Chúa hiện hữu hay không hiện hữu. Thuyết đó gọi là thuyết bất khả truy. Còn những anh em vô thần thì bảo rằng Thiên Chúa không hiện hữu. Tác giả sách Khôn Ngoan gọi là ngu si. Cái này mà nhà nước lại duyệt sách thánh mà cho in thì cũng buồn lắm ấy, đúng không? Đấy, đấy, sách thánh thì nói rõ ràng như thế mà người ta phải duyệt cho mà in thì người ta cũng buồn lắm ấy chứ. Thế nhưng tác giả sách Khôn Ngoan không ngừng ở đây. Cái chuyện mà thờ phượng những sự vật trong thiên nhiên ông ấy đã lên án rồi. Nhưng mà theo ông ấy, cái chuyện còn tệ hại hơn nữa là chỗ này này. Đó là thờ ngẫu tượng. Ngẫu tượng là gì? Đó là những sự vật do con người làm ra. Những sự vật trong thiên nhiên Thiên Chúa làm nên. Thờ phượng những sự vật đó mà không nhận ra Chúa đã là ngu rồi. Bây giờ tệ hơn nữa đó,
là đi thờ phượng cầu khẩn với những sự vật mà tay con người làm ra. Đối với tác giả sách Khôn Ngoan thì điều này tai hại hơn nhiều, tệ hại hơn nhiều. Và ông ấy diễn tả, xin lỗi, một cách cay độc lắm à. Ta lấy ví dụ nhé, chương 13 câu 11 viết rằng: kìa anh thợ mộc cưa một khúc cây dễ chế biến, anh ta lẹ làng tước hết vỏ rồi làm thật khéo tay, chế ra đồ dùng ích lợi cho cuộc sống. Xong việc, anh lấy những mẩu thừa đem nấu nướng thức ăn rồi anh ăn thỏa thích. Nhưng còn lại một mẩu chẳng dùng được việc gì, vì cong queo và đầy mấu đầy mắt. Anh đem ra khắc khắc chạm chạm cho qua giờ, anh chạm chỗ vào những lúc rảnh rỗi, khéo léo tạc ra một hình người, hoặc làm cho giống một loài vật hèn kém, sơn đỏ phết hồng lên mặt mũi, che lớp những vết dơ. Rồi anh dọn một nơi thích hợp trên tường, đặt nó lên, đóng đinh cho chắc. Rồi bỏ cái câu 16 đi. Thế mà anh lại chẳng ngượng ngùng lên tiếng khẩn cầu trước vật không hồn ấy, trong những chuyện liên quan tới của cải vợ con. Thế tác giả có vẻ cay độc lắm. Lấy hình ảnh của anh thợ mộc ấy, gỗ đó, thì ông ấy làm cái này làm cái nọ, rồi những đầu thừa đuôi thẹo thì ông đem xuống ông ấy đốt bếp. Nhưng mà nó còn dư lại một cái mẩu mà cũng không đáng để mà đốt bếp nữa cơ, bởi vì nó đầy mấu đầy mắt. Thì ông ấy vác ra, ông ấy khắc khắc chạm chạm, thế là nó thành một tượng. Và ông ấy gắn lên trên tường, ông bảo đấy là tượng thần. Thế là bắt đầu ông cúi mình, ông thờ lại, ông ấy cầu xin. Ồ, tác giả nói thiệt là cay độc. Nếu mà ta đọc ở dưới đó thì sẽ thấy tác giả dùng một hình ảnh khác, không còn phải là ông thợ mộc mà là ông thợ nào nữa, ông thợ gốm. Đấy, ông thợ gốm cũng lại làm như vậy, lấy đất nắn hình người. Và sau đó tác giả phê phán một câu thôi, đúng hơn là từ câu 18 đến câu 19, các anh chị đọc mà coi sẽ thấy nó đau đớn, nó sâu sắc. Với vật không hồn anh xin sự sống, với vật không kinh nghiệm anh xin sự giúp đỡ, với vật không đi được nửa bước anh xin ơn thượng lộ bình an, với vật không nhích nổi đôi tay anh xin cho mình nhiều sức lực, cho việc tay mình làm được mỹ mãn thành công. Ông này chắc ông ấy bút chiến được. Thấy không? Nói bằng một giọng văn nó châm biếm mà đọc thấy nó nhức nhối. Mình lại xin thượng lộ bình an, tưởng xin ai? Xin với cái khúc gỗ mà tự nó không nhích được một bước. Rất là đau đớn. Nhưng mà chúng ta đừng chỉ cười thời xưa nhá. Lát nữa suy nghĩ coi ngày hôm nay mình có làm tiếp vậy không? Có nhiều điều tế nhị, bởi vì có thể chạm đến các tôn giáo. Nhưng mà cứ nghĩ mà coi, mình có tiếp tục một cái lối suy nghĩ và lối sống như vậy. Nhưng tác giả sách Khôn Ngoan còn sâu sắc hơn ở chỗ này nè. Ông ấy không chỉ châm biếm, không chỉ phê phán, mà ông ấy còn phân tích. Và hai điều mà ông ấy phân tích tôi thấy đáng quan tâm, đó là nguyên nhân và hậu quả. Nguyên nhân dẫn đến chỗ thờ ngẫu tượng và hậu quả của việc thờ ngẫu tượng trong cuộc sống con người nó làm sao. Bây giờ nói đến nguyên nhân, ở chương 14,
Các anh chị sẽ thấy tác giả nói hai ví dụ để mà cắt nghĩa về nguyên nhân hay là nguồn gốc của việc thờ ngẫu tượng. Ví dụ thứ nhất đó, là ông ấy nhắc đến hình ảnh một người cha bị mất con. Một người cha mất con cho nên mới nặng hình tượng của đứa con, rồi tôn kính nó như là thần thánh vậy. Mà người cha đấy lại là người có quyền, thế là bắt mọi người cũng lại làm như vậy, nó mới sinh ra cái chuyện là ngẫu tượng. Ông lại lấy thêm một ví dụ thứ hai nữa. Một ông lớn nào đấy, lãnh đạo của một đất nước chẳng hạn, nhưng mà ông ở xa. Thế thì dân chúng ở xa ông ấy mới lại nắn hình, nắn tượng ông ấy lên. Thế rồi tôn ông ấy như thần thánh vậy, rồi thờ ông ấy. Tác giả sách Khôn Ngoan lấy hai cái ví dụ đó cho mình thấy nguồn gốc của việc thờ ngẫu tượng nó nằm ở đâu. Những người vì ở xa không thể diện kiến long nhan để thờ kính, thì từ xa đã họa lại dung nhan, làm ra ảnh tượng vua chúa mình thờ kính, rồi xum xoe tâng bốc ông vua vắng mặt, như thể ông có mặt ở đó. Đấy. Như thể ông có mặt ở đó chứ còn có thật đâu. Nguồn gốc của việc thờ ngẫu tượng là như vậy. Thế rồi khi mà người ta thờ ngẫu tượng chứ người ta không thờ Thiên Chúa chân thật thì hậu quả là cái gì? Tác giả cũng nói đến những hậu quả. Đó là con người ta để cho mình bị dục vọng và những sở thích tự nhiên lôi cuốn vào đủ thứ tội ác. Họ giết trẻ thơ mà tế lễ, họ làm những nghi thức bí truyền, tổ chức những cuộc lễ man rợ theo những tập tục lố lăng. Họ không coi trọng mạng sống và xem thường cuộc hôn nhân trong sạch. Người này giăng bẫy sát hại người kia, người ta giết nhau bằng thủ đoạn hoặc làm khổ nhau vì chuyện ngoại tình. Đấy, những cái hậu quả của việc thờ ngẫu tượng nó là như thế. Thế khi đọc sách thánh thì luôn luôn tôi mời các anh chị không chỉ đọc sách thánh theo nghĩa là đọc một bản văn quá khứ, mà đọc xong rồi phải suy nghĩ về đời sống của chính mình, của anh chị em mình. Ngày hôm nay ở đây cũng vậy, nói đến việc thờ ngẫu tượng thì thời đại của chúng ta vẫn được coi là thời đại khoa học kỹ thuật cao mà. Cho nên cái việc mà thờ phượng những sự vật ở trong thiên nhiên đó, có còn không? Ít thôi, phải không? Còn nhưng mà ít thôi so với ngày xưa. Nhưng mà cái chuyện con người tạo nên những ngẫu tượng để mình tôn thờ thì có không? Nhiều lắm, nhiều lắm. Ngày hôm nay người ta vẫn tiếp tục dựng những con người bằng xương bằng thịt mà cứ tôn vinh như là thần thánh vậy. Một lãnh tụ nào đấy chẳng hạn, một siêu sao điện ảnh nào đấy chẳng hạn, đang khi mà đi tìm lại lịch sử thật về những con người đó thì đầy những chuyện nhờ nhuốc, đầy những chuyện bề bối. Nhưng mà người ta vẫn cứ tiếp tục dựng lên để mà thờ. Rồi ngày hôm nay người ta vẫn tiếp tục để tôn kính những sự vật, cho dù hấp dẫn lắm, như là tiền bạc, như là quyền lực, nhưng nói cho cùng thì nó cũng là sự vật chứ gì đâu. Vậy mà người ta vẫn biến nó thành thần và để nó sai khiến mình và làm nô lệ cho nó. Rồi cũng như ngày xưa, người ta vẫn thích chạy theo những nghi lễ huyền bí. Các anh chị có nghe những giáo phái lúc sau này không? Có cả giáo phái thờ Sa Tăng nữa. Người ta vẫn muốn chạy theo những nghi lễ huyền bí, những cuộc lễ man rợ.
Ta thấy tác giả sách Khôn Ngoan nói cách đây 20 mấy thế kỷ, ngày hôm nay vẫn y như vậy, có khi còn nặng hơn. Mà cái nguồn gốc sâu xa là ở đâu? Là bởi vì người ta đã loại bỏ Thiên Chúa đích thực ra khỏi cuộc đời của mình. Lúc đấy tâm hồn của người ta trống rỗng đến vô cùng, và người ta phải tìm cách lấp đầy sự trống rỗng đó bằng đủ thứ hình thức. Cho nên nó giống như là một quy luật tự nhiên vậy. Ở một xã hội nào mà người ta chủ trương vô thần chẳng hạn, thì người ta bằng mọi giá phải dựng một con người làm thần thánh để thay vào Thiên Chúa mà người ta phủ nhận. Như một quy luật vậy. Cho nên ta đọc lại sách Khôn Ngoan để học sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan thì vĩnh cửu, không chỉ cho cách đây 20 mấy thế kỷ, nhưng mà cho ngày hôm nay nữa. Vẫn có đó những bài học rất thời sự cho ta suy nghĩ không chỉ về đức tin mà về cuộc sống của con người. Sống cho đúng với phẩm giá mà Chúa ban cho là hình ảnh của Chúa.
Dạ thưa cha, cha nói là ở đâu có tội lỗi, ở đó có ân sủng. Như vậy tại sao con phải sống sạch tội chi? Vậy đâu có ân sủng nữa đâu. Con chưa nghe rõ. Hồi nãy cha nói là ở đâu có tội lỗi, ở đó sẽ được có ân sủng. Như vậy tại sao phải sống sạch tội? Như sống sạch tội đâu có ân sủng đâu. Vâng, ở đâu có tội lỗi thì ở đấy có ân sủng. Mà đâu có nhiều tội thì ân sủng càng chứa chan gấp bội. Muốn diễn tả rằng là kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa phủ hết con người. Và vì cái tội đó mà Chúa mới đến. Và nếu mà ai cũng sạch hết rồi thì Chúa không đến nữa. Và thực trạng của con người là ngay từ đầu là tội. Và vì điều này muốn nói rằng là Chúa không muốn ma quỷ phá đổ cái công trình của Chúa, cho nên Chúa phải đến để sửa. Và vì vậy cho nên là ân sủng của Thiên Chúa thì dồi dào. Nhưng mà cái điều mà con muốn cộng đoàn của chúng ta phải lưu ý đó là chúng ta phải mở lòng mình. Chúng ta phải chủ động đến nữa. Chúng ta phải cộng tác với Chúa cơ. Chứ còn chúng ta mà thôi mặc kệ, tôi từ từ, thì lúc đó Chúa không cứu được mình nếu như mình không để cho Chúa cứu. À chết đuối kia, nhưng người ta đưa cái xào cho rồi không chịu cầm thì làm sao mà kéo lên được. Thưa cha, còn câu hỏi thứ hai. Hồi nãy cha có trong cái bài lời Chúa đó thì sau khi mà con rắn mà nó gọi là cám dỗ bà Eva đó, thì Chúa nói là kể từ nay mi sẽ bò bằng bụng. Tức là trước đó nó không có bò, nó chỉ đi là nó lên cây thôi cha. Thưa rằng là Kinh Thánh là lời Chúa, và Chúa là tác giả của Kinh Thánh. Tác giả thứ nhất, chúng ta học giáo lý thì chúng ta đã biết điều đó rồi. Chúa là tác giả thứ nhất nhé. Nhưng mà con người là tác giả thứ hai, cộng tác với Chúa. Bởi vì thánh ý của Chúa được diễn tả qua ngôn ngữ của con người, qua ngôn ngữ của con người, để con người hiểu. Ý của Chúa diễn tả qua ngôn ngữ, thế thì phải diễn tả bằng ngôn ngữ. Bây giờ con cũng nói thật luôn đấy, vấn đề không phải là cái trái cấm, không phải là cái cây nó nằm ở giữa đấy nó có trái, trái to, trái nhỏ, trái màu xanh, trái màu đỏ, trái màu gì cả, hay trái bóng, trái đẹp. Mà vấn đề là gì? Vấn đề là con người cãi lại lời Chúa, con người chống lại ý Chúa. Cái điều đó. Nhưng mà ngôn ngữ Kinh Thánh thì phải diễn tả bằng những cái hình ảnh cụ thể để chúng ta hiểu. Cho nên 11 chương đầu của sách Sáng Thế là diễn tả qua hình ảnh để chúng ta hiểu chân lý. Thứ nhất, Thiên Chúa là đấng tạo dựng nên tất cả vạn vật vũ trụ, từ hư vô trở nên hiện hữu. Và điều thứ hai trong sách Sáng Thế muốn chúng ta là tội lỗi đã đi vào trong trần gian vì sự ưng thuận của con người, và Thiên Chúa lên kế hoạch để cứu con người. Cho nên ý nghĩa là như vậy. Cho nên chúng ta không hiểu theo cái nghĩa đen nó có cây quả cấm. Rồi nhiều người nói vui bảo là tại ông Adam ông ăn vào xong cái là ông mắc nghẹn ở đây, cho nên đàn ông mới có cái quả cấm ở đây. Cái đấy là cái cách diễn tả thôi. Còn chân lý mà khả cho chúng ta hội thánh muốn chúng ta hiểu là thứ nhất, Thiên Chúa, chỉ duy Thiên Chúa là đấng tạo dựng con người vạn vật từ hư vô. Và cái điều thứ hai đó là tội lỗi xâm nhập vào trần gian, và vì vậy nên Thiên Chúa phải lên kế hoạch để cứu con người. Dạ thưa cha, khi Chúa tạo dựng con người, Chúa nói là ta sẽ tạo dựng con người theo hình ảnh của ta. Nhưng mà khi mình nói là Thiên Chúa là đấng vô hình, đâu có hình ảnh đâu. Thành ra con cứ thắc mắc cái chuyện đó. Cái thứ hai nữa là từ nguyên thủy, trong vườn địa đàng tất cả mọi sự đều tốt đẹp. Thì cái sự dữ nó bắt đầu từ đâu ra? Từ cái con rắn đó nó lại có cái sự, có cái ý xấu mà nó cám dỗ loài người. Cái câu hỏi của cô rất là thú vị. Thú vị là ở những điều như thế này đây. Con người ta, như Thánh Vịnh nói là Thiên Chúa dựng nên con người
chẳng thua kém thần linh là mấy. Hay Thiên Chúa dựng nên con người thua các thiên thần một chút. Con người ta được dựng nên có xác, có hồn. Và điều này mới là điều tốt đẹp cho chúng ta, có xác, có hồn. Thế thì con người phạm tội còn có cơ may được cứu. Thiên thần là cũng là thụ tạo, nhưng mà là thụ tạo thiêng liêng. Thiên thần không có xác. Thiên Chúa dựng nên các thiên thần để làm gì? Để phục vụ Thiên Chúa. Và thiên thần vì là không có cái thân xác, là thiêng liêng, cho nên thiên thần hiểu Thiên Chúa, được biết Thiên Chúa như là Thiên Chúa, hiểu được biết rõ cái bản tính của Thiên Chúa. Cho nên khi thiên thần sa ngã là không có cơ may quay trở về, không có cơ may quay trở về. Phạm tội sa ngã là đi luôn, là đi luôn. Thì cái hữu thể, cái mà gọi là ma quỷ, là cái sự cám dỗ là Satan đấy. Thì các nhà thần học và giáo lý dạy chúng ta đó là hình ảnh của thiên thần sa ngã. Mỗi chúng ta đều có thiên thần, Thiên Chúa dựng thiên thần là để phục vụ Chúa và để hướng dẫn chúng ta. Ai trong chúng ta cũng có thiên thần bản mệnh hết. Mỗi người đều có thiên thần bản mệnh để gìn giữ mình, để giúp mình, hướng mình. Nên khi chúng ta phạm tội thì thiên thần bản mệnh, các thánh nhà giáo phụ nói là gì? Thiên thần xấu hổ, thiên thần quay mặt đi. Thiên thần bản mệnh. Thì như vậy, sự xấu, sự ác hay là cám dỗ, Satan cám dỗ là do thiên thần sa ngã. Nhưng mà thiên thần sa ngã thì không có cơ hội trở về. Còn con người ta thì có cơ hội trở về. Vì con người được Thiên Chúa dựng nên vì chính mình. Vì chính con người là trong kế hoạch yêu thương của Chúa, dựng nên giống hình ảnh của Chúa, là giống điều tốt lành của Chúa. Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta nói giống như vậy là chúng ta ngang bằng Thiên Chúa. Chúa là đấng thánh thiện tuyệt đối thì chúng ta là thụ tạo. Thiên Chúa là đấng tạo hóa. Hay là nhiều những lời trong sách Kinh Thánh còn nói như Chúa là thợ gốm, còn chúng ta là đất sét. Chúa là thợ gốm, Chúa nặn nên cái bình, Chúa nặn nên con người của chúng ta với tất cả lòng yêu thương của Chúa, là công trình của Chúa. Dạ con xin chào cha và chào tất cả mọi người. Con thực sự cũng có một cái thắc mắc, nhưng mà trước cái thắc mắc này con có một cái câu chuyện con muốn kể. À, mới xảy ra cho con cách đây cũng 5 đêm. Thế là con là tài xế lái Uber kiếm sống hàng ngày. Thì cách đây 6 hôm con có một cái request chở một người khách. Thì con đến cái nhà hàng đó ở cái quán bar chở một người khách. Thì trên chuyến đi đó thì con có đối thoại người khách này. Thì người khách này giới thiệu với con á, ổng là lính không quân. Rồi ba của ổng còn lính không quân, đóng đồ ở Thái Lan. Thì câu chuyện nó như vậy. Thì bắt đầu ổng mới nói với con rằng là trong cuộc sống của tôi á, cần một người phụ nữ. Thì con cũng nói rằng người phụ nữ trên thế gian này bắt đầu á, muốn có ổng có hạnh phúc á, thì ổng phải có tiền, phải có này của cải thì mới có hạnh phúc. Thì ổng ấy mới nói với con không phải như vậy đâu. Nhưng mà con nói với ông ấy là tôi nói chung là vậy thôi, mà cách riêng chắc cũng có. Nếu mà ông kiếm người mà có chung tình chung thủy không phải quý giá đó. Thì ổng sau cái đó cộng nói với con chứ bạn có tin là trên thế gian này sẽ cái những việc xảy ra đều có lý do của nó hay không? Thì con nói dĩ nhiên tất cả mọi sự trên thế gian này xảy ra đều có lý do của nó. Ông ấy mới hỏi con chứ bạn có thể giải thích được hay không? Thì con nói như thế này, những việc gì xảy ra trên thế gian này á, Satan nó khiến cái việc đó phải xảy ra để chúng ta tách rời Thiên Chúa. Ông ấy nói con tôi cũng chưa hiểu, anh có thể giải thích kỹ nữa hay không? Thì con nói tôi không biết ông đạo giáo nào, nhưng tôi là Thiên Chúa giáo và là Công giáo. Thì Thiên Chúa chết cho tôi vì Thiên Chúa thương tôi và tất cả chúng ta. Thì Satan
nó muốn tách rời tôi với Thiên Chúa ra, nhưng mà vì đức tin tôi rất là mạnh, nó không có thể đánh gục tôi được, cho dù tất cả chuyện gì có thể xảy ra. Lần thứ ba ông nói cho tôi vẫn chưa hiểu, anh có thể giải thích rõ và anh sống trên thế gian này để làm cái gì? Thì con cũng mạnh miệng con nói, tôi sống trên thế gian này để vinh danh Thiên Chúa, chúc tụng Thiên Chúa và cảm tạ Thiên Chúa. Bởi vì những cái gì mà tất cả sự đau khổ của tôi thì tôi cũng vinh danh Thiên Chúa mà thôi. Thì ông ấy mới bảo con, thôi bạn tấp vô trong 7-Eleven cho tôi. Thì con cũng làm y như vậy. Thì con nói, nếu mà muốn cà phê thì tôi cũng vô cũng mua nước. Sẵn đây tôi cũng muốn mua trong một ly cà phê. Ông ấy yên lặng. Hồi kia con nghe ông khóc. Ông khóc, con quay lại con nắm tay chụp tay của ông. Thì con nói, tại sao bạn phải khóc? Không có gì bạn phải khóc hết. Nhưng mà tôi nói thật với anh á, nếu mà nói tới Viên Chúa mà bạn khóc á, tức là có thể Thánh Linh của Thiên Chúa đã sờ vào bạn rồi thì bạn mới khóc. Nếu bạn có cái gì muốn nói chuyện với tôi thì sẵn sàng tôi nghe. Nhưng mà nếu như bạn trong quá khứ mà bạn có cái gì mà mất lòng Thiên Chúa thì bạn cứ ăn năn hối cải và quay về với Chúa, điều đó là tốt. Thì ấy con cũng, ông cũng làm thinh. Khi con mới và ông cứ lặp đi lặp lại. Ông nói bằng tiếng Anh, tôi hiểu rồi, tôi biết rồi. Thì hiểu rồi, tôi biết rồi, mà ông nói lần ba lần như vậy. Cái xong con quay lại, con mới nói vòng ấy, nếu mà ông hiểu được gì là tốt, vậy thôi chúng ta cùng vô nhau, vô xem mua nước để mà uống. Thì con cũng mở cửa cho mấy ông ra. Thì cùng một lúc con ra, con không thấy ông đâu hết, mà con nhìn lại, con không biết nó mất tiêu. Mà con không biết ông đi đâu. Cái hồi con cũng vô tư đi vô mua nước, con mua hai chai Diet Coke con đi ra. Con thắc mắc, ủa, không thể nào được, dù ông này ông có chạy lẹ chăng nữa, con cũng phải thấy bóng ông về xa bên yêu lên chút bia rất là sáng. Ông đi hướng nào con cũng thấy, mà tại sao mà ông biết đâu mất tiêu, con không hiểu. Thực sự con không hiểu và con không biết ông đi đâu. Thì riêng cá nhân của con á, thì con hiểu như thế này. Vậy như là, vậy không lẽ Đức Chúa Thánh Thần đến với tôi hay sao? Là bởi vì con thắc mắc, ông nói, ông hỏi con ba lần, rồi ông cũng lẩm bẩm ba lần, mà ông đến Samuel mình không mua cái gì hết, rồi ông đi đâu, con chưa ông đưa về nhà mà. Thì đó, câu chuyện nó chấm dứt tại đó, con muốn chia sẻ với cha, với tất cả mọi người. Theo cá nhân của con thì con thấy là con nghĩ rằng là Đức Chúa Thánh Thần đến viếng thăm và thử lòng của con, mà con không biết có đúng hay không. Đó là sự thắc mắc, để cho cha giải thích. Vâng, xin cộng đoàn cho chú anh một cái tràng pháo tay, một cái cảm nhận về một mối tương quan. Thôi thì sẽ mỗi người sẽ nhìn một cái khía cạnh, nhưng mà anh cảm nhận được là đó là một cái dấu chỉ. Chúa đến, Chúa dùng một cái hình ảnh nào đó đến với anh trong những cái ngày chuẩn bị tĩnh tâm, hay gần đến lễ Giáng sinh, gần đến trong mùa vọng. Đó là một cái điều tốt, tốt. Nhưng mà con cũng thưa với cộng đoàn, có một cái câu ngạn ngữ như thế này. Đó là đối với thế giới thì bạn chỉ là một con người tầm thường. Nhưng có thể đối với một người nào đó, bạn trở thành thế giới của họ. Khi mà một người nào đau khổ, khi một người nào gặp một thử thách, khi người nào gặp một cái gì đó cần có người lắng nghe để cảm thông, để hiểu, mà mình trở nên cái hình ảnh đó đối với người ta, thì lúc đó lòng người ta mở ra và họ xem mình như là một thế giới vậy. Một cái cách diễn tả để cho thấy trong cuộc sống có những cái tương quan, và đôi khi cái tương quan ấy đặt đúng vào nhịp thì chúng ta lại trở nên có một cái cơ hội để chúng ta quay trở về, hay là chúng ta làm một điều tốt đẹp. Có nhiều người ta không cần phải mình cho họ cái gì, mà chỉ cần mình lắng nghe để mình cảm thông, để cho họ nói, họ có cơ hội để họ nói. Thì những cái hình ảnh của anh thì anh còn suy nghĩ tuyệt vời hơn nữa là hình ảnh của Chúa mượn qua cái con người đấy để đánh động, để tác động cho anh. Thì anh, điều đó là anh thật quý đã đón nhận được cái hình ảnh như vậy.
Ước mong rằng trong cuộc sống của chúng ta, mỗi người đều có những cái giây phút ngọt ngào, giây phút tốt đẹp như thế. Dạ thưa cha, con có một câu hỏi. Tại vì đề tài hôm nay nói về đức tin của những gia đình trẻ. Thì con có đứa con gái, tụi con chỉ có một người con gái thôi. Năm nay cháu 23-24 tuổi, thì trong vòng vài năm nữa cháu sẽ lập gia đình sau khi cháu tốt nghiệp. Thì cháu có boyfriend, người boyfriend nó cũng có đạo, nhưng mà không phải đạo Công giáo, mà một cái đạo của Mỹ, là đạo Tin Lành. Thì khi mà cháu hỏi, thì khi mà nói chuyện, hai mẹ con nói chuyện đó, thì cháu ngoan, nhưng mà cháu có một cái tư tưởng không có giống như cái thế hệ của chúng con bây giờ. Thì nó có những cái nó mâu thuẫn, nhưng mà cháu có nói một cái câu, thì con có nói là con cố gắng, cái mong muốn của ba má đó là con lấy chồng, đem nhau vô nhà thờ Công giáo, và má mong muốn là chồng con cũng là đạo Công giáo. Thì cháu cũng đi nói với người boyfriend đó, thì người boyfriend đó rất là ngoan đạo và rất là rành về Kinh Thánh. Nhưng mà người boyfriend nó nói là nói với má mẹ á, cho tao cái lý do tại sao tao phải theo đạo Công giáo. Thì theo con cơm, nếu mà cha có cái lời khuyên như nào, con phải trả lời như thế nào về cái người cho cái người boyfriend của con gái con? Dạ, xin cảm ơn cha. Vâng, thưa, đây không phải là trường hợp riêng của cô hay của gia đình của cô đâu, mà trường hợp này là của rất nhiều người đã gặp phải và cũng là phổ biến. Họ sẽ nói lý do, cứ cho nó là lý do tại sao mà phải theo đạo. Thế thì người làm bậc làm cha làm mẹ, nhất là cha mẹ người Việt Nam của chúng ta nữa, ai cũng muốn cho con mình có những điều tốt, không? Và nó càng cùng một đời sống đức tin của một đạo ấy, là mình mới yên. Còn không thì bảo là không nhắm mắt được, ăn không ngon, ngủ không yên. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta suy nghĩ, nếu như chúng ta muốn vào đúng một cái ngày đi lễ, đi nhà thờ, đúng giữ đạo theo ấy, nhưng mà chỉ là nín thở qua sông, nếu chỉ là làm vui lòng người làm cha làm mẹ của mình mà thôi, thì thực đó điều đó cũng chưa mang lại cái lợi ích. Dĩ nhiên chúng ta muốn con cái của mình là điều tốt, mà nó đi theo được điều tốt đó, thì chúng ta còn phải tin tưởng là Chúa Thánh Thần hàng ngày còn hướng dẫn, còn soi sáng để dần dần trở nên tốt. Nhưng đồng nghĩa là chúng ta cũng phải ý thức rằng mình phải trở nên gương mẫu, mình phải trở nên gương mẫu nữa. Còn về vấn đề đạo á, thì chúng ta cũng có cách giải quyết mà. Giáo hội cho phép chúng ta có cái làm cử hành nghi thức hôn phối để hợp thức hóa cái đồ hôn nhân đấy. Nhưng mà vẫn thưa với cộng đoàn, điều quan trọng chính là thái độ sống của mình, để lôi kéo được người khác bằng lòng yêu mến nó mới bền, chứ không phải là lôi kéo theo cái khía cạnh gọi là kỷ luật hay là vì người làm cha làm mẹ. Thế thì gặp cái đứa nó yên đấy thì không sao, mà không thì sẽ hỏi như là đòi hỏi là lý do tại sao mà bắt phải theo đạo. Thế thì quan trọng là chính cái thái độ của mình, cách sống của mình. Cha, đây không phải câu hỏi của con. Có người đưa tờ giấy này, xin hỏi cha, cha nói mình phải sửa soạn ngày Chúa đến bất ngờ. Ngày đó Chúa đến để phán xét chúng ta. Ngày đó là ngày mình chết hay là ngày tận thế? Có hai, tạm gọi là có hai cái cuộc phán xét đi. Phán xét riêng và phán xét chung. Với bốn cái sự sau ấy, chết, phán xét, thiên đàng, hỏa ngục á. Thế thì khi con người ta chết, mỗi người là ra trình diện trước mặt Chúa, trình diện trước mặt Chúa trong cái đời sống của mình là riêng, nhưng mà toàn thể vũ trụ sẽ có một ngày cánh chung, một ngày khi mà tất cả mọi sự, mọi người đều phải ra trước mặt Chúa. Thế thì ở đây thì giáo lý dạy cho chúng ta là khi con người ta chết thì là từng cá nhân, nhưng mà còn có một ngày tập thể, một ngày cánh chung. Ngày đó thì có nhiều người
ngay các tông đồ cũng hỏi là Chúa hỏi cái ngày đó, thì cái ngày đó là cái ngày của Chúa Thiên Chúa, kế hoạch của Thiên Chúa. Con người chúng ta không thể nào biết được cái ngày nào, giờ nào. Nguyên cái chuyện của chúng ta thôi thì đã là bất ngờ rồi. Chứ còn đừng nói là cái ngày cuối cùng, ngày trung thẩm. Kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn. Con khi cha giảng về vấn đề ân sủng của Thiên Chúa ban cho, con muốn thưa với cha, có một cái thắc mắc. Nếu một người tiếp tục phạm tội, nhưng người này tiếp tục làm công việc bác ái và tiếp tục đi lễ nhà thờ, thì người này có được sự ân sủng của Chúa ban cho hay không? Xin cha cho biết. Vâng, thôi con xin thưa là con trả lời cái câu này xong rồi. Nếu còn lại thì chúng ta dành vào ngày mai chúng ta hỏi tiếp. Vì sắp tới là các cha đã đến để chuẩn bị ban bí tích hòa giải cho chúng ta rồi. Và trước đó thì cha Phó sẽ giúp cho chúng ta dọn mình. Thế thì con thưa với bác và cộng đoàn như thế này này. Cái người mà ta phạm tội ấy, một cái tội mà cứ tội mãi rồi sưng không có chừa được ấy, cứ phạm thì đó là một cái yếu đuối. Nhưng mà trong cái tương quan trong đời sống thì người ta làm những việc tốt lành, người ta làm việc bác ái lại là một cái khía cạnh khác nữa, cũng lại là cái điều tốt nữa để sửa con người của mình. Còn phần yếu đuối thì mình vẫn cứ phải sửa, chứ không phải vì bảo là thôi thì tôi phạm tội tôi không có sửa được thì thôi thì tôi cứ đi phạm tội, còn giờ tôi đi làm cái việc này để tôi bù đắp vào thì không phải. Mình phải sửa mình. Còn cái chuyện làm cái điều tốt thì cứ làm điều tốt, chứ không phải lấy cái này để coi như an ủi ấy, cấn qua cái kia. Không có. Chúng ta không nên có cái suy nghĩ như vậy, là suy nghĩ là tội thì thôi tôi cứ phạm, để tôi sửa không được thì tôi cứ phạm, không có ý thức ăn năn tội thì cái đó không được. Còn cái chuyện làm bác ái thì chúng ta vẫn cứ phải làm theo cái điều mà Chúa muốn. Còn lại thì chính lòng thương xót của Chúa. Vâng, con xin ra cảm ơn và chúng ta tạm dừng ở đây. Thưa cộng đoàn, như chủ đề con đã gửi đến với cộng đoàn trước đây, chủ đề chính của 3 ngày tinh tâm năm nay con chọn đó chính là Maranatha, hãy mở rộng tâm hồn cho Chúa đến. Thật ra thì một cái câu này nó có hai ý. Nếu như cộng đoàn chúng ta để ý một chút thì sẽ thấy là con không có Maranatha phải hãy mở rộng tâm hồn cho Chúa, mà là Maranatha chấm than hãy mở rộng tâm hồn cho Chúa. Bởi vì từ ngữ Maranatha là lời cầu nguyện của dân Thiên Chúa, của dân Thiên Chúa với chính Đức Chúa. Lạy Chúa xin hãy xé trời mà ngự xuống để giải thoát chúng con. Đó là lời cầu nguyện của dân với Chúa. Còn cái vế thứ hai là mời gọi chúng ta, nếu muốn Chúa xé trời ngự xuống thì chính lòng chúng ta phải mở ra để đón Chúa đến. Bởi vì Chúa nói, này ta đến gõ cửa, ai nghe và mở cửa thì ta đến và ở với nó. Cho nên nếu như chúng ta cầu xin Chúa ngự xuống mà lòng chúng ta không mở ra thì làm sao chúng ta có thể đón được Chúa. Như vậy là có hai yếu tố, hai mối tương quan của chúng ta với Chúa. Chúng ta nài xin Chúa thì lòng chúng ta cũng phải đón nhận. Và vì vậy cho nên 3 ngày tinh tâm con muốn mời gọi cộng đoàn chúng ta cùng nhìn về 3 cái khía cạnh. Thứ nhất, cái chủ đề của đề tài của ngày thứ nhất, con muốn mời gọi cộng đoàn là chúng ta cùng suy nghĩ về cái ý nghĩa tội lỗi và ân sủng, để nhìn thấy cái thực trạng của đời sống của chúng ta. Vì con người chúng ta nhìn thấy thực trạng của mình, lúc đó chúng ta mới có thể nhìn, hiểu và thấy được con người thực của mình, thì mới có thể mở lòng mình ra được.
Và ngày thứ hai, con mời gọi cộng đoàn chúng ta là khi đã nhìn thấy cái thực trạng cuộc đời của mình để sửa đổi, để canh tân, thì chúng ta phải có tinh thần chuẩn bị. Cho nên cái ý nghĩa của ngày thứ hai, con mượn cái hình ảnh là dầu đầy bình thắp sáng niềm tin, để luôn luôn có thái độ tỉnh thức, có thái độ sẵn sàng, để khi Chúa đến bất ngờ thì chúng ta vẫn luôn luôn là con người đã được chuẩn bị. Và ngày cuối cùng, ngày thứ ba, thì con mời gọi cộng đoàn chúng ta cùng suy nghĩ về đề tài Emmanuel, Thiên Chúa làm người và ở giữa chúng ta, để chúng ta chuẩn bị một cách khẩn thiết hơn mừng Chúa đến trong vinh quang, mừng Chúa đến trong phụng vụ, mừng Chúa đến trong lễ Giáng sinh. Thế thì thưa cộng đoàn, hôm nay đã là ngày ở trong tuần thứ hai của mùa vọng rồi, tức là chúng ta đã bước vào năm phụng vụ mới 2017-2018. Mà khởi đầu của năm phụng vụ là mùa vọng. Mùa vọng là mùa hướng về. Mùa hướng về thì hướng về cái gì? Điều này cho chúng ta thấy ý nghĩa của mùa vọng mời gọi chúng ta. Thứ nhất, đó là vạn vật vũ trụ này không có dừng lại. Chúng ta đang trên con đường, chúng ta đang đi, chúng ta đang tiến về, chứ chúng ta không dừng lại. Ai dừng lại ở thực trạng ở cuộc đời này, dù là thành công trong cuộc đời của mình, thì cũng không thể nào mãi mãi được, không mang theo trong cuộc đời của mình được, không mang cái điều, tất cả những điều dù là thành công của mình về với Chúa được. Điều thứ hai, đó là mọi sự vật, kể cả con người của chúng ta trong trần gian này, có khởi đầu và có kết thúc. Không phải là một hành trình cứ kéo dài mãi. Chúng ta suy nghĩ, chúng ta sống, chúng ta nói rằng ở năm nay 2017, gần hết 2017 đến 2018, 2019, 2020 vân vân, cuộc đời nó không mãi như vậy. Mà là chúng ta đang đi trên con đường có khởi đầu và có kết thúc. Càng ngày chúng ta càng gần với ngày Chúa đến hơn nữa, càng ngày càng gần hơn. Sẽ không có cái 2017 nữa, lần thứ hai. Và như vậy thì chúng ta biết được rằng là hành trình của chúng ta đi đã có khởi đầu và nó có cái kết thúc, phải tới được cái điều đó. Và như vậy thì thái độ của con người chúng ta là phải có một sự chuẩn bị, chuẩn bị ở trong tâm hồn, chuẩn bị trong đời sống đức tin của mình. Và điều thứ ba, đó là trong tương lai ít nhiều vẫn có những thách đố ẩn chứa những điều bất ngờ đối với con người, cá nhân hay tập thể thì cũng vậy. Luôn luôn tương lai là ở phía trước và có những cái bất ngờ. Thế thì thưa cộng đoàn, nếu mà chúng ta nhìn theo thuần túy đời sống tự nhiên của vạn vật, đó là như vậy. Thì những người có niềm tin và nhất là những người Kitô hữu, thì thời gian là một hành trình đi về, hành trình đi về với Chúa. Vì vậy cho nên ý nghĩa của mùa vọng mang hai cái ý nghĩa căn bản như thế này. Thứ nhất là từ Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng cho đến hết ngày 16 tháng 12 là chúng ta sống. Ý nghĩa thứ nhất của mùa vọng là mong chờ Chúa đến trong quang lâm. Đây là ý nghĩa chính yếu của mùa vọng. Ý nghĩa chính, Chúa sẽ đến trong vinh quang vào ngày cánh chung. Chúa sẽ đến để xét xử trần gian, Chúa sẽ đến để luận công phạt tội. Cái đó là một thực tại, một thực trạng rất rõ rệt. Còn từ ngày 17 cho đến hết ngày 24, có 7 ngày thôi, là chúng ta chuẩn bị tâm hồn để kỷ niệm một biến cố. Chúa đã đến, Chúa đến trong thân phận làm người, trong hang đá Bê-lem, trong máng cỏ. Đó là một việc kỷ niệm quá khứ. Nhưng mà dường như trong đời sống của con người chúng ta ngày hôm nay, cái bầu khí lễ hội càng ngày càng dựa làm cho chúng ta quên đi cái ý nghĩa chính là mong chờ Chúa đến lần thứ hai trong vinh quang. Mà chúng ta chỉ
để ý đến cái chuyện là mừng lễ Giáng sinh thôi. Mừng lễ Giáng sinh, ý nghĩa thứ hai phụ, nhưng mà thực tế chúng ta lại quan tâm nhiều hơn, và chúng ta không để ý cái ý nghĩa thứ nhất là Chúa đến trong vinh quang để xét xử. Như vậy thì mùa vọng nhắc nhớ cho chúng ta cần phải có cái thái độ chuẩn bị một cách tích cực bằng đời sống của mình, mong chờ Chúa đến trong vinh quang. Và như vậy thì với lời cầu xin lạy Chúa, xin hãy đến Maranatha, giúp chúng ta hiểu được rằng Chúa sẽ đến trong quang lâm, và đồng thời mời gọi người Kitô hữu tuyên xưng đức tin vào mầu nhiệm Chúa làm người. Và như vậy đi vào cái đề tài ngày thứ nhất là tội lỗi và ân sủng, con mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Lời Chúa trong sách Sáng Thế: khi ấy Đức Chúa là Thiên Chúa phán, con người ở một mình không tốt, ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy đất nặn ra mọi dã thú chim trời và dẫn đến trước mặt con người, xem con người gọi chúng là gì. Thế con người gọi mỗi sinh vật là gì thì tên nó sẽ là như vậy. Con người đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời, mọi dã thú, nhưng con người không tìm được cho mình một trợ tá tương xứng. Đức Chúa là Thiên Chúa cho một giấc ngủ mê ập xuống trên con người, và con người thiếp đi. Rồi Chúa rút một cái xương sườn của con người và lấy thịt đắp vào. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy xương sườn đã rút ra từ con người, làm thành một người đàn bà và dẫn đến cho con người. Con người lúc này nói rằng: phép này, đây là xương bởi xương tôi, đây là thịt bởi thịt tôi. Bởi thế người đàn ông lìa cha mẹ và gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt. Con người và vợ mình, cả hai đều trần truồng và không xấu hổ trước mặt nhau. Rắn là một loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoài đồng mà Đức Chúa là Thiên Chúa đã làm ra. Nó nói với người đàn bà: có thật Thiên Chúa bảo các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không? Người đàn bà nói với con rắn: trái cây trong vườn ư, thì chúng tôi được ăn chứ. Còn trái cây ở giữa vườn thì Thiên Chúa bảo các ngươi không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết. Rắn nói với người đàn bà: chẳng chết chóc gì đâu, nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều lành điều dữ. Người đàn bà nhìn thì thấy trái cây, xem ra thì ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý nhất đó là làm cho mình được tinh khôn, được như những vị thần. Bà liền hái trái cây ăn, rồi đưa cho chồng mình ăn nữa. Ông cũng ăn. Bấy giờ mắt hai người mở ra, và họ thấy mình trần truồng, nên kết lá vả che thân. Nghe thấy tiếng Đức Chúa là Thiên Chúa đi dạo trong vườn lúc gió thổi, con người và vợ mình trốn vào giữa cây cối trong vườn để khỏi giáp mặt với Đức Chúa là Thiên Chúa. Đức Chúa là Thiên Chúa mới gọi con người và hỏi: Adam, ngươi ở đâu? Con người thưa: con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, nhưng con sợ hãi vì con trần truồng nên con lẩn trốn. Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi: thế ai đã nói cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải là ngươi đã ăn trái cây mà ta đã cấm ngươi ăn không? Con người thưa: thế người đàn bà mà Ngài đã đến cho ở với con đã cho con ăn trái cây ấy. Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi người đàn bà: ngươi đã làm gì thế? Người đàn bà chỉ con rắn và nói: con rắn đã lừa dối con nên con ăn. Đức Chúa là Thiên Chúa phán với con rắn: vì mi đã làm điều đó
nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong tất cả mọi súc vật và mọi loài dã thú. Mi sẽ phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong suốt đời mi. Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống người ấy sẽ đánh vào đầu mi, còn mi thì sẽ cắn vào gót chân nó. Với người đàn bà thì Chúa phán: ta sẽ làm cho ngươi phải cực nhọc thật nhiều khi thai nghén. Ngươi sẽ phải cực nhọc lúc sinh con. Ngươi sẽ thèm muốn chồng ngươi và nó sẽ thống trị ngươi. Còn với con người thì Chúa phán: vì ngươi đã nghe lời vợ và ăn trái cây mà ta đã truyền cho ngươi rằng ngươi không được ăn, nên đất đai bị nguyền rủa vì ngươi. Ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời ngươi mới có thể kiếm được miếng ăn từ đất mà ra. Đất đai sẽ trổ sinh gai góc cho ngươi. Ngươi sẽ ăn cỏ ngoài đồng. Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn, cho đến khi trở về với đất, vì từ đất ngươi đã được nặn ra. Ngươi là bụi đất và sẽ trở về với bụi đất. Con người đặt tên cho vợ mình là Eva, vì lẽ bà là mẹ của chúng sinh. Kính thưa cộng đoàn, con mời gọi cộng đoàn chúng ta cùng chiêm ngắm về khởi đầu của đời sống con người. Ngay từ khởi đầu chúng ta thấy Thiên Chúa dựng nên vạn vật vũ trụ. Và đọc sách Sáng Thế thì chúng ta thấy Thiên Chúa dựng nên con người và vạn vật trong 6 ngày. Ngày thứ 7 là ngày Sa-bát, Thiên Chúa nghỉ ngơi. Thế thì trong 5 ngày đầu Thiên Chúa dựng nên vạn vật vũ trụ, và luôn luôn kết của một ngày thì chúng ta đều nghe thấy Đức Chúa thấy mọi sự là người làm ra là tốt lành. Đến ngày thứ 6, Chúa dựng nên con người. Tuy là dựng nên sau khi dựng nên vạn vật vũ trụ, nhưng mà mục đích của Chúa là gì? Là Chúa cho con người làm chủ vạn vật vũ trụ. Và trước khi tạo dựng nên con người thì chúng ta nhớ là Kinh Thánh nói như thế nào. Kinh Thánh nói là Thiên Chúa bảo là: này ta dựng nên con người giống hình ảnh của chúng ta. Nếu như cái quan niệm của chúng ta, chúng ta bảo cái anh kia, cái chị kia, cái ông kia, bà nọ, sao mà nhìn giống cái người khác thế? Giống là giống hao hao thôi, còn không thể nào mà là một được. Rõ ràng mỗi một người là một cá vị, mỗi một người là một cá nhân khác nhau, có tính khí khác nhau, có niềm vui nỗi buồn khác nhau, có lịch sử của đời sống mình khác nhau. Nhưng mà Chúa bảo là: này ta dựng nên con người giống hình ảnh của Chúa. Có nghĩa là Chúa chia sẻ sự sống vĩnh cửu của mình cho con người. Cho nên ngay từ khởi đầu, lịch sử nói cho chúng ta rằng là mọi sự đều là tốt đẹp. Và con người khi mà chưa phạm tội thì được hưởng cái hạnh phúc viên mãn với Chúa, ở với Chúa trong niềm vui. Không phải chỉ là ở với Chúa trong niềm vui, mà là còn làm bạn với Chúa nữa. Sách Sáng Thế nói với chúng ta là gì? Ngày ngày Thiên Chúa đi dạo với con người, hàn huyên tâm sự với con người. Chúng ta đi kiếm một người bạn cũng đã là khó. Người bạn đồng giao, người bạn hiểu cuộc đời của mình, người đồng tâm với mình, người sống có ý nghĩa với mình là khó. Còn đây Thiên Chúa thì dựng nên con người từ hư vô, mà Thiên Chúa cho một cái niềm hạnh phúc mà con người không thể nào có thể tưởng tượng được. Và con người cũng không có khả năng để thủ đắc được điều đó nếu như Thiên Chúa không ban cho mình. Như vậy thì chúng ta phải thấy lịch sử của con người là tốt đẹp. Nhưng mà lịch sử ấy thật là chóng vánh, niềm vui ấy thật là ngắn ngủi. Con người phạm tội. Thế chúng ta thấy cái câu chuyện kể cho chúng ta là gì? Khi bà Eva, bà con rắn nó suối, thế thì bà bảo nhìn cái cây này, cái trái nhìn thì đẹp, ăn thì chắc là ngon. Nhưng mà điều quan trọng là gì? Là được ngang bằng với Thiên Chúa. Hóa ra con rắn nó suối,
Thế thì cái câu chuyện mà Chúa hỏi là ai đã chỉ cho ngươi thấy ngươi trần truồng? Nếu khi con người chưa có ý niệm về tội lỗi thì trần truồng cũng không phải là một điều gì xấu hổ, bởi vì trong đầu con người chưa có vương vấn một cái gì là khiếm khuyết, là tội lỗi, là xấu xa cả. Cho nên là nhìn mọi sự vật thật là trong sáng. Nhưng mà khi con người phạm tội thì mọi sự đã trở nên khác rồi. Trở nên khác rồi. Cho nên ông Adam quay trở lại nói là tại cái con mụ kia kìa. Nhưng mà ông không dám, hay là ông không dám nói lên rằng à, đây là xương tôi, đây là thịt tôi, đây là thành phần của tôi. Nhưng bây giờ thì tội thì bảo tại nó tại. Còn cái bà ấy và thì bảo là tại cái con rắn. Con rắn nó quay qua quay lại, nó không thấy ai nữa thì thôi nó đành chịu. Xem ra tội nguyên tổ như là tội truyền theo dòng máu vậy. Và bây giờ thì cái tội đó không phải là chỉ nguyên tổ đâu, mà cuộc sống bình thường của chúng ta cũng nhiều lúc là như thế đấy. Tại cái người này, tại người khác. Tại sao lại đi lễ trễ? Tại vì kẹt xe. Tại sao lại như thế này? Tại vì vân vân. Không bao giờ con người nhìn nhận cái tội của mình và chúng ta đổi cho người khác hết. Nhưng mà như bà Eva cũng thế, bởi vì bà bị dụ dỗ là ăn cái trái cây này thì được khôn ngoan, thì được khôn ngoan. Bà đâu dám nói điều đó với Chúa đâu. Bà chỉ bảo là tại cái con rắn nó xúi thôi. Nhưng mà chúng ta thấy tội lỗi đi vào trong đời sống của con người là nguyên tổ, là không vâng phục Thiên Chúa. Nhưng mà tội ấy ngày càng gia tăng. Sau cái tội không vâng phục ấy là gì? Con người bị đẩy ra khỏi vườn địa đàng. Con người không còn được cái quyền ở trong niềm hạnh phúc viên mãn nữa. Và cái tội thứ hai con người vấp phạm đó là gì? Tội giết người, tội định đoạt mạng sống của người khác. Ca-in đã giết A-ben. Và càng ngày tội lỗi càng tràn ngập trong đời sống. Với ngày hôm nay chúng ta thấy tội nó không chỉ đơn giản là chuyện chúng ta hiềm thù, chúng ta khích bác, chúng ta khó chịu, mà có khi chúng ta sát hại người khác. Có khi là cả không phải là cá nhân mà là tập thể. Có khi đưa cả cái tội lỗi ấy vào trong một cái thực trạng của mình và cái quan niệm của mình rằng tôi làm điều đó là đúng, tôi làm điều này là phù hợp, tôi làm điều này là tốt cho đời sống của người khác. Cho nên nhân loại tội lỗi ngập tràn. Nhưng mà chúng ta thấy là con người là thụ tạo được Thiên Chúa tạo dựng với tất cả cái lòng quý mến của Thiên Chúa. Con người được Thiên Chúa tạo dựng vì chính con người. Con người được Thiên Chúa cho chia sẻ niềm hạnh phúc. Thế thì khi mà ma quỷ đã xúi giục để con người xa rời Thiên Chúa thì có nghĩa là ma quỷ đã lôi kéo cái thành quả, cái kế hoạch, cái lòng yêu thương của Thiên Chúa dựng nên con người. Nói một cách khác, ma quỷ đã phá đổ công trình của Thiên Chúa. Vậy thì từ đây chúng ta suy nghĩ, nếu như con người của chúng ta phạm tội là chúng ta cũng đang phá đổ công trình của Chúa, phá đổ công trình của Chúa trong đời sống của mình. Nhiều lúc chúng ta không nghĩ điều đó, nhưng mà thực tế là như vậy. Vậy thì khi con người phạm tội, con người đã khước từ lòng thương xót của Thiên Chúa, khước từ niềm vui mà Thiên Chúa trao ban cho mình. Và vì công trình của Thiên Chúa bị phá đổ, Thiên Chúa không bao giờ chấp nhận điều đó, không bao giờ chấp nhận cái công trình của mình bị phá đổ. Cho nên Thiên Chúa đã lên kế hoạch ngay lập tức để cứu độ con người.
Và chúng ta thấy ngay khi con người phạm tội, một lời Chúa phán, một lời Chúa kết luận về thực trạng tội của con người, thì ngay sau đó Kinh Thánh nói với chúng ta điều gì? Ta sẽ đặt mối thù giữa mi và người phụ nữ, giữa dòng dõi mi và dòng dõi người nữ. Dòng dõi người nữ sẽ đạp dập đầu mi, còn mi rình cắn gót chân. Tức là kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa ngay lập tức được thực hiện. Ngay lập tức được thực hiện. Vì thế chúng ta có thể hiểu được điều mà Thánh Phaolô nói: tội lỗi đã ngập tràn trần gian, nhưng mà ở đâu tội lỗi tràn lan thì ân sủng của Chúa chứa tràn gấp bội. Ân sủng của Thiên Chúa phải vượt lên trên, phải nhiều hơn tội lỗi. Bởi vì như thế để Thiên Chúa cứu độ con người, để Thiên Chúa đưa con người trở về một tình trạng tốt hơn trong đời sống. Cho nên chúng ta thấy rằng là khi con người là hình ảnh của Chúa, có nghĩa là con người trở nên hữu hình giữa thực tại một Thiên Chúa vô hình. Hay nói một cách khác, con người trở nên hình bóng của Thiên Chúa cho người khác. Những người không có niềm tin, những người xa rời niềm tin, những người chống đối niềm tin, những người chưa hiểu về đời sống đức tin của người Công giáo, nhìn qua đời sống của người Kitô hữu chúng ta thì họ thấy hình ảnh của Thiên Chúa. Đó là lời mời gọi của Chúa và của Hội Thánh, nhưng mà cũng là lời chất vấn chính chúng ta. Chúng ta có trở nên hình ảnh của Chúa trong đời sống của mình không? Nếu như chúng ta làm những điều tốt, nếu như chúng ta sống công bình bác ái, nếu như chúng ta luôn luôn thể hiện niềm yêu thương, sự bình an và niềm hy vọng cho thế giới, thì lúc đó chúng ta là hình ảnh của Chúa. Còn khi chúng ta làm những điều xấu, khi chúng ta sống không có công bình, khi chúng ta sống hiềm thù, ganh ghét, khó chịu với những người khác, là chúng ta đang bôi nhỏ Chúa. Chúng ta đã làm cho dung mạo của Thiên Chúa không còn là một Thiên Chúa tốt lành nữa, ít là ở nơi những người khác người ta nhìn thấy. Dĩ nhiên đối với Chúa, Chúa là trọn vẹn, Chúa là đấng toàn năng, Chúa là đấng thánh thiện tuyệt đối rồi. Nhưng mà chúng ta không làm cho dung mạo của Thiên Chúa trở nên tốt lành. Cho nên các thánh giáo phụ nói rằng vinh quang của Thiên Chúa là con người nên thánh. Hay là lời cầu nguyện trong kinh lời tiền tụng: lạy Chúa, việc chúng con ca tụng Chúa thì không thêm gì cho Chúa, bởi vì Chúa đầy đủ rồi, nhưng mang lại cho chúng con ơn cứu độ muôn đời. Như vậy thì xét về cái khía cạnh của ân sủng, của sự thánh thiện ở nơi Thiên Chúa, thì tự Thiên Chúa, tự thân Thiên Chúa là tròn đầy, là viên mãn. Nhưng mà xét trong mối tương quan chiều ngang là để mở rộng cái nước của Thiên Chúa, vương quyền của Thiên Chúa, tình yêu của Thiên Chúa, nước của Thiên Chúa đến với những người khác, thì đòi hỏi ở nơi chính người Kitô hữu chúng ta. Ngày ngày chúng ta đọc kinh lạy Cha, chúng ta cầu nguyện, chúng ta xin với Chúa là xin cho nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Nhưng mà chúng ta không làm cho người khác biết yêu mến Chúa bằng chính đời sống của mình, thì lời cầu nguyện đó sẽ mãi mãi vẫn chỉ là lời cầu nguyện mà không thể nào mà diễn tả được. Thánh Augustino nói như thế này: Chúa dựng nên chúng ta thì không cần có chúng ta, nhưng mà Chúa không thể cứu độ được chúng ta nếu như chúng ta không cộng tác vào trong công trình cứu độ đó. Bởi vì sao? Chúa ban cho chúng ta tự do, đó là món quà lớn lao mà Thiên Chúa ban cho mình. Con người không thể nào có thể hiểu và cảm nhận được điều đó, chỉ có lòng yêu mến thôi để đón nhận cái tự do. Mà tự do tuyệt đối đến độ con người có thể dùng cái tự do đó để xa rời Thiên Chúa, để đi ngược lại với tình yêu của Thiên Chúa. Và thực tế là con người đã làm điều đó. Cho nên tiếc thay là đời sống của người, con người đã bị hoen ố ngay từ đầu chỉ vì cái tự do của con người mà Thiên Chúa ban.
chúng ta bảo là nếu mà một người cha biết bên kia nó có cái vực thẳm, hay bên này thấy con nó leo lên cái ghế, nó có nguy cơ nó té, tại sao Thiên Chúa không cho mình đừng có nhìn thấy cái ghế, hay không cho mình biết cái ý điểm của cái ghế? Người chúng ta, người làm cha làm mẹ, chúng ta cũng có thể chúng ta suy nghĩ vậy. Như vậy thì là Chúa tước đi cái tự do. Mà khi Chúa đã tước đi cái tự do của chúng ta thì Chúa không phải là đấng quyền năng nữa rồi. Chúa không còn phải là đấng trọn vẹn nữa rồi. Thì Chúa cho chúng ta cái tự do để chúng ta sử dụng cái tự do đó làm những điều tốt đẹp. Thiên Chúa cho chúng ta cái quyền làm chủ vạn vật. Và con thưa với cộng đoàn này, cái điều tốt đẹp mà Thiên Chúa ban cho, khi mà Chúa nói là Ngài dựng nên tất cả những điều này điều khác, và Ngài nói thấy tất cả những điều đó là tốt lành, thế thì cái tốt lành nó không phải chỉ là tự thân những cái điều đó mà Thiên Chúa ban cho nó là tốt lành không mà thôi. Ví dụ như là chúng ta thấy tại sao có một cái cây này nó mọc lên, cây mọc lên rồi thành cây lớn, cây to, rồi chúng ta làm gỗ, chúng ta đóng ra được cái bàn, chúng ta đóng được cái ghế, chúng ta làm được điều này điều khác, thì không phải chỉ là điều đó mà thôi. Thiên Chúa là căn nguyên đệ nhất để dựng nên vạn vật từ hư vô, từ không có cái gì cả để dựng nên, đó là Thiên Chúa là căn nguyên đệ nhất. Nhưng mà Thiên Chúa cho chúng ta cái tự do, và Thiên Chúa mời gọi chúng ta vào trong công trình cộng tác và công trình sáng tạo của Chúa, để chúng ta trở thành cái nguyên nhân đệ nhị. Tức là Thiên Chúa ban cho chúng ta trí khôn ngoan, ban cho chúng ta sự hiểu biết, ban cho chúng ta khám phá tất cả những vạn vật vũ trụ, những định luật khoa học mà Thiên Chúa ẩn tàng vào trong sự vật, vào trong môi trường, vào trong tất cả những cái công việc, những điều đó, để dần dần với đà tiệm tiến hiểu biết của con người, để con người vận dụng những điều đó để làm một điều tốt hơn. Tức là con người cộng tác vào cái quyền năng của Thiên Chúa để sáng tạo ra mọi sự. Thiên Chúa ban cho một cái thực tại là cái yếu tố để làm nên cái cây chẳng hạn, thì con người cộng tác vào để với tất cả sự hiểu biết của mình, sự khôn ngoan và các phương tiện của mình, để mình làm nên cái bàn, cái ghế. Đấy, con lấy một cái ví dụ đó để chúng ta dễ hiểu về sự cộng tác của con người và lòng thương xót của Thiên Chúa ban cho chúng ta, ân sủng của Thiên Chúa ban cho chúng ta làm điều đó. Nhưng mà rồi sự tự do của con người đã sử dụng đôi khi, và không phải là đôi khi nữa mà rất là nhiều, để làm những điều nó vượt ra ngoài, đi sai, đi lệch cái kế hoạch yêu thương của Chúa. Dùng sự khôn ngoan mà Thiên Chúa ban, dùng những cái vật chất ấy để chế tạo những cái vũ khí giết chóc, sát hại tất cả những thực tại, thì như vậy có phải là cộng tác với Chúa để sáng tạo đâu, mà là dùng sự khôn ngoan Thiên Chúa ban để hủy diệt, dùng tự do Thiên Chúa ban để làm cho những cái công trình của Thiên Chúa muốn được thể hiện bị phá đổ. Đó là tội lỗi, đó không phải là một sự sáng tạo. Và như vậy thì càng ngày con người càng đi xa khỏi tình yêu thương của Thiên Chúa, càng đi ra ngoài khỏi cái vườn địa đàng, càng đi ra ngoài khỏi lòng thương xót của Thiên Chúa. Thế còn lấy một cái ví dụ nữa, ví dụ như vấn đề môi trường chẳng hạn. Có lẽ ở đây thì chúng ta thấy bầu không khí trong lành, rất là tốt đẹp. Và chúng ta nghĩ rằng là sự trong lành tốt đẹp như vậy là Thiên Chúa ban, đúng. Nhưng mà thưa cộng đoàn, là có chắc là trong đời sống của mình giữ mãi được cái bầu không khí này không? Một số các vị khác thì các nhà khoa học cũng nói là càng ngày trái đất càng nóng dần lên, không còn được mát mẻ nữa, càng ngày càng nóng hơn, và bầu không khí khí hậu nó cũng thay đổi. Thì trong đó có những tác động của con người, xả thải những khí độc ra làm lủng tầng ozone, thì như vậy thì nó xáo trộn cái đời sống của con người. Thế thì chúng ta bảo thôi, cái việc này là cái việc của những nhà khoa học, không phải việc của tôi, không phải việc của tôi. Nhưng mà đời sống của con người là đời sống có tương quan và có liên đới với nhau.
Làm điều tốt thì tất cả mọi người sẽ được hưởng cái điều tốt, mà làm điều xấu thì ảnh hưởng đến những người khác làm điều xấu. Đơn giản đó là khi mà những nước phát triển, những nền công nghiệp phát triển sẽ xả những cái khí độc hại ra ngoài môi trường. Thế thì thế giới mới bắt đầu ra một cái quy định là cái chỉ tiêu mỗi một khu vực, mỗi một đất nước, mỗi một nền công nghiệp, mỗi một cái lĩnh vực nào đó chỉ được quyền xả cái khí thải bao nhiêu thôi, theo một cái giới hạn nào đó. Thế thì mấy anh nền công nghiệp phát triển, mấy anh giàu có lấy tiền mua cái quyền xả khí thải ở nơi những cái người khác, ở nơi cái những nước không phát triển. Bài học của Việt Nam, Formosa đấy, cũng là như vậy. Sang lại xả cái khí độc và làm cho môi trường bị ô nhiễm một cách rất là rõ rệt. Mà cái khốn nạn, cái oái oăm đấy là chính những người có quyền, những người có trách nhiệm để bảo vệ thì lại ưng thuận theo điều đó để xả thải. Hay là ở một vài những nơi, nếu mà quý bà anh chị em có dịp đi ở một vài nơi các nước mà đang phát triển, lâu lâu chúng ta gặp một cái bảng cắm ở đấy đề là địa điểm chi trả dịch vụ môi trường. Mới đầu nghe thì không ai hiểu nó là cái gì, nhưng mà nó là gì? Những cái rừng cây ấy, những cái khu đồi đó, những cái quang cảnh thiên nhiên ấy cắm cái bảng đấy để muốn nói cho người khác rằng là đây, chúng tôi, chỗ này là chúng tôi không có làm ô nhiễm, để là tôi trả cái bầu trời trong xanh, tôi trả cái bầu không khí tốt lành bù vào cho những nơi khác. Trong khi ra cái luật của việc gìn giữ môi trường là để cho bầu không khí đời sống con người nó tốt lên, giảm bớt cái ô nhiễm, chứ không phải là cái cách để chúng ta tìm đủ mọi cái hướng, đủ mọi cái suy nghĩ hay đủ mọi cái cách thức để mà chúng ta lắt léo, chúng ta tiếp tục xả thải. Cho nên cái đó là cái tác hại của chính con người gây ra. Tội lỗi ngập tràn, sự xấu, sự ác là ở nơi đó. Rồi chúng ta cũng bảo thôi, cái việc này là việc của cái nhà lãnh đạo, việc này của những người có trách nhiệm, không phải của tôi. Nhìn về chính cá nhân của mỗi người chúng ta, chúng ta cứ nhìn cái thực trạng của đời sống của mình. Có bao giờ chúng ta xả thải ra môi trường? Từng hành vi của mình, từng thái độ của mình, chúng ta cũng làm điều đó. Đấy là nói về khía cạnh của vật chất. Còn bây giờ nói về khía cạnh của tinh thần. Lời ăn tiếng nói của chúng ta có phải là lời để xây dựng hòa bình, có lời để là động viên nâng đỡ, hay là sự chà đạp, hay là nói xấu người này người khác? Cái nói xấu người này người khác là làm gì? Thứ nhất là kể tội người ta ra, và điều thứ hai là qua cái việc đó để nói rằng tôi không như họ, tôi tốt lành hơn họ. Và một cái thực trạng nữa ở trong đời sống của con người ngày hôm nay ta nhìn ấy, đáng lý ra tội là tội, vướng tội, mắc tội là tội, còn không phạm tội thì thôi. Nhưng mà suy nghĩ của con người đó là gì? Khi nào bắt tận tay, khi nào dây tận mặt, khi nào mà thấy rõ ràng thì nó mới là tội. Còn khi nào mà mọi người không biết thì nó không phải là tội. Suy nghĩ của chúng ta như vậy. Cho nên làm cho cái đời sống của con người nó trở nên nhuốm màu của sự xấu, nhuốm màu của cái sự ác ở trong chính đời sống của mình. Thế thì Thiên Chúa ban ân sủng cho con người để sửa lại cái những điều xấu xa ấy. Nhưng mà Thiên Chúa mời gọi con người phải cộng tác vào trong cái công trình cứu độ của Thiên Chúa thì mới được. Còn con người không cộng tác thì không được. Vậy thì ân sủng của Thiên Chúa ban bằng
sự nhắc bảo trong chính lương tâm của mình, trong chính lương tâm của mình. Thế thì nếu như con người chúng ta còn giữ được sự nhạy bén của lương tâm, để thấy được điều nào đúng, thấy được điều nào sai, để chúng ta có thể sửa, thì lúc đó chúng ta mới có cơ may để chúng ta sửa đổi con người của mình. Còn nếu lương tâm bị chai lì, nếu như suy nghĩ của chúng ta đi theo một cái quan niệm, một cái chủ đích sống nào đó mà đánh mất lương tâm luôn, thì con người ta không thể nào có cơ hội để quay trở về, là điều thứ nhất. Điều thứ hai, ân sủng của Thiên Chúa ban qua giáo huấn trong lời của Chúa, chúng ta vẫn nghe, nhưng mà dường như nghe lời Chúa trở nên một thói quen, nghe lời Chúa rồi bay mất. Nghe lời Chúa như là một chuyện ở trong quá khứ, nghe lời Chúa như một thói quen của phụng vụ, của lễ nghi, chứ không phải nghe lời Chúa bằng chính cái thực tế của lời Chúa, ý nghĩa của lời Chúa, để tra sát lương tâm của mình, để thay đổi con người của mình. Bởi vì khi như thế, đức tin của chúng ta không phải là đức tin sống động, mà là một đức tin vay mượn, mà là một đức tin được cha ông truyền lại theo thói quen. Chúa thì vẫn cứ ở trong lồng kiếng, Chúa vẫn cứ ở trong nhà thờ, Chúa cứ ở trong kinh thánh, Chúa ở trong giáo lý, Chúa ở trong bí tích, mà Chúa không ở trong đời sống chúng ta. Chúa không đi vào trong cuộc đời của mình. Cho nên ân sủng của Thiên Chúa thì chứa chan, nhưng mà ân sủng ấy không rót vào được trong tâm hồn của mình. Thế thì cần phải có cái cảm thức đức tin, cần phải nhạy bén trong lương tâm của mình, để mình có thể biết điều nào là điều đúng, điều nào là điều chưa đúng. Điều đúng, điều tốt thì phát huy, thì nên làm và nhân rộng điều đó, không phải chỉ trong đời sống cá nhân của mình, mà còn ở nơi những người khác, trong mối tương quan khác. Còn những điều nào là điều không đúng thì chúng ta phải loại bỏ, phải thanh tẩy tâm hồn của mình. Có những điều chúng ta thấy ở nơi người anh chị em của mình không đúng, thì chúng ta thay vì lên án, thay vì rêu rao, thay vì nói xấu, thay vì chà đạp người anh chị em của mình, thì chúng ta có khuyên bảo, chúng ta có gợi ý, chúng ta có nhắc nhở trong tinh thần xây dựng và khéo léo tế nhị. Và hơn nữa, hơn hết là chúng ta đặt người anh chị em mình và những cái mối bận tâm suy nghĩ của mình về người anh chị em mình cho Chúa. Bởi vì chính Chúa mới có thể làm được điều đó. Và khi chúng ta đặt người anh chị em mình trong lời cầu nguyện, trong lòng thương xót của Chúa, thì ngay lập tức, trước khi người anh chị em mình đón nhận được hồng ân của Chúa để sửa đổi, thì chính tâm hồn của mình đã bình an, chính con người của mình được giao hòa, chính con người của mình được mở ra với những người khác. Thì điều đó, ân sủng đã ban xuống cho tôi trước, đến với những người khác. Thế thì nếu mà chúng ta suy nghĩ như vậy, thì chúng ta sẽ thấy được rằng Thiên Chúa dồi dào ân sủng, Thiên Chúa ban cho bản thân mình, và Thiên Chúa qua chúng ta đến với anh chị em mình. Lòng chúng ta sẽ nhẹ nhàng, đời sống của chúng ta sẽ vui tươi hơn, sẽ sống có ý nghĩa, có tích cực hơn trong đời sống của mình. Thế thì thưa quý ông bà anh chị em, mùa vọng là mùa hướng lòng mình với Chúa. Mình đi về với Chúa, hành trang mình mang theo là cái gì? Mình đến trước mặt Chúa, có thể mang theo cái nhà lầu, cái xe hơi được không? Có thể mang cái quyền cao chức trọng của mình được không? Có thể mang theo tiền bạc rủng rẻng được không? Có thể mang theo sự khôn ngoan của mình được không? Không. Tất cả để lại hết cho cái cuộc đời này. Bụi đất trở về bụi đất. Vậy cái gì là hành trang mang theo đi về với Chúa được? Đó là lòng yêu mến. Yêu mến Thiên Chúa và yêu thương anh chị em mình. Và chính thái độ sống như vậy giúp cho chúng ta biết luôn luôn là con người thanh thản, con người nhẹ nhàng,
Con người luôn luôn có mang một cái niềm vui đến với những người khác. Thế thì trong mùa vọng là cái giây phút để giúp cho mọi người chúng ta biết sửa đổi con người của mình. Vậy thì con mời gọi cộng đoàn chúng ta về, chúng ta thử suy nghĩ rằng trong đời sống của mình có một cái thói quen xấu nào mà chúng ta hay mắc phải, có cái tội nào mà chúng ta cứ xưng đi xưng lại nhiều lần mà vẫn không chừa được, hay có sự bực dọc gì, hay có mối tương quan nào với người này người khác còn đang bị bẻ gãy, còn đang bị rạn nứt mà mình chưa có làm hòa được với anh chị em mình. Thì chúng ta chọn đi, chọn ít là một cái tính xấu ấy, tính mê nét xấu ấy để chúng ta sửa. Bởi vì khi chúng ta sửa có nghĩa là mình bắt đầu mình đứng lên, mình bắt đầu một khởi đầu hành trình đi về với Chúa, và là cái mà chúng ta có để chúng ta đến với Chúa. Bởi vì chúng ta đừng có ỷ y rằng năm tháng ngày giờ Chúa còn ban, tôi còn đến nhà thờ, tôi còn có mối tương quan, tôi còn có khả năng, tôi còn có sự gặp gỡ người này người khác, thôi từ từ thì tôi sửa. Không từ từ được. Bởi vì Chúa đến bất ngờ. Chúa đến bất ngờ như kẻ trộm. Chúa đến và Chúa đòi hỏi con người ta trình diện trước mặt Chúa. Mỗi một người đều phải ra trước mặt Chúa cả. Không ai là có thể đùn đẩy trách nhiệm cho người này người khác. Bây giờ chúng ta còn đang làm được. Còn khi chúng ta ra trước mặt Chúa rồi, chúng ta không thể làm được gì nữa. Chúng ta cũng không vay mượn ai được nữa. Chúng ta cũng không cậy nhờ người này người khác. Hiểu theo cái nghĩa là chúng ta có thể khả năng, có quyền hạn để làm được những điều này điều khác, mà là cậy nhờ lòng thương xót của Chúa thôi, và thương xót của anh chị em mình. Thế nhưng mà nếu như trong cuộc sống của mình không thương xót anh chị em mình, lấy đâu ra có người nào thương xót mình trong những cái giờ đó, đúng không? Không có. Và như vậy thì chúng ta thấy được rằng là chính mỗi người chúng ta phải ý thức về tình trạng tội lỗi của mình, của cá nhân, của tập thể, để chúng ta biết sửa đổi. Sửa đổi cá nhân, mỗi cá nhân sửa đổi thì tập thể trở nên tốt đẹp. Mỗi cá nhân thánh thiện thì cộng đoàn giáo xứ thánh thiện. Mỗi một cá nhân tốt lành thì gia đình trở nên mái ấm của tình yêu thương. Năm phụng vụ năm nay 2018, giáo hội dành mời gọi cộng đoàn con cái của hội thánh đặc biệt suy nghĩ và cầu nguyện nâng đỡ cho các gia đình trẻ trong đời sống đức tin. Năm ngoái là chuẩn bị để bước vào đời sống hôn nhân gia đình, còn năm nay là nâng đỡ các gia đình trẻ trong đời sống đức tin. Thế thì chúng ta thấy cái thực trạng của đời sống con người ngày hôm nay, con người ta thiếu kiên nhẫn với nhau. Các đôi vợ chồng thiếu sự chung thủy, thiếu sự hiểu biết, thiếu sự tha thứ. Cho nên khó, và những năm đầu của đời sống hôn nhân gia đình chỉ khoảng một vài năm đầu là niềm vui thôi. Sau đó là sẽ có những cái rạn nứt, có những cái khó khăn, có những cái thử thách. Và người ta nói rằng cái quãng cứ khoảng 5 năm thì bắt đầu là đa số là có những cái thách đố, có những cái vấn nạn. Và nhiều người, nhiều gia đình trẻ đã không vượt qua được điều đó, dẫn đến sự rạn nứt, dẫn đến sự xa rời, và không trở nên hình ảnh của Thiên Chúa là đấng yêu thương nhân loại, yêu thương hội thánh và phó mình vì hội thánh, không còn giữ được cái lời thề hứa trong đời sống hôn nhân gia đình. Là những bậc phụ huynh, là những người cha, người mẹ, ai mà lại không muốn cho con cái mình sống tốt? Ai mà không muốn cho gia đình của họ là chung thủy? Ai lại không muốn cho chúng nó có con cái và giáo dục con cái theo luật của Chúa Kitô và hội thánh? Thế nhưng sự mong ước của chúng ta không đi với gương sáng của những bậc làm cha làm mẹ thì con cái, cháu chắt
sẽ không thể nào giữ vững được. Chúng ta cầu nguyện cho con em mình mà chúng ta không thể hiện cái đời sống gương mẫu của mình thì con em không nhận thấy. Dù chúng ta có khuyên bảo bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng mà chúng ta không sống thì lời khuyên bảo ấy không mang lại ý nghĩa gì, sẽ trôi đi và thậm chí còn trở nên phản chứng nữa. Và thậm chí con cái của chúng ta sẽ nhìn theo điều đó và càng không muốn nghe, lại càng trở nên chống đối, giống như là có một cái gì đó để họ kìm hãm lại con người của họ, và họ không có hợp tác, không có sửa đổi con người của mình. Thế thì chúng ta xin Chúa giúp cho chúng ta cảm nhận được mùa vọng là mùa chờ Chúa đến, nhưng mà chờ phải với thái độ tích cực, tức là sự cộng tác của mình vào trong kế hoạch cứu độ của Chúa. Thì có những người còn xa rời, còn nguội lạnh trong đời sống đức tin, thì chúng ta cầu nguyện cho những người đó, chúng ta chia sẻ với những người đó, chúng ta nâng đỡ những anh chị em đó bằng chính thái độ sống của mình. Con rất tâm đắc cái ý tưởng của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Ngài nói như thế này: mỗi cuộc đời của các con, mỗi khoảnh khắc là một dấu chấm. Vậy con hãy cứ chấm với tất cả cái lòng yêu mến của mình, với tất cả sự cố gắng của mình, và chấm cho ngay, chấm cho thẳng. Thì từng cái giây phút, từng cái nỗi chấm ấy, chấm cho ngay, chấm cho thẳng, chấm cho tốt lành, chấm cho thánh thiện, thì sẽ là một con đường thẳng. Mỗi ngày, mỗi giây phút trong đời sống của mình thế. Không ai trong chúng ta dám vỗ ngực, dám tự xưng là mình là người tốt lành, mình là người hoàn hảo. Không. Tất cả mọi người, giáo hoàng, giám mục, linh mục, tu sĩ, nam nữ, và tất cả anh chị em giáo dân cũng thế, đầy khiếm khuyết, đầy tội lỗi, đầy sự bất toàn. Nhưng mà chúng ta ý thức được mình là tội lỗi, mình là bất toàn, thì chúng ta có cơ hội để trở về. Còn khi chúng ta nghĩ rằng mình là trọn vẹn, mình là tốt lành, mình là thánh thiện, mình là 100% rồi, thì chúng ta không có cơ hội trở về. Bởi vì lòng chúng ta đầy rồi, chúng ta đóng cửa lòng mình lại rồi, thì chúng ta đâu có đón được cái gì của Chúa nữa. Chúng ta đâu có sửa được nữa, chúng ta đâu có làm cho chúng ta tốt lên được nữa đâu. Và như vậy thì chúng ta cũng không làm cho người khác tốt hơn được. Thế thì con thưa với cộng đoàn, trong mùa vọng có hai ý nghĩa ứng với hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất mà chúng ta đang sống đây, thứ nhất, phần thứ nhất của mùa vọng là giai đoạn chính yếu, mời gọi chúng ta suy tư và sửa đổi con người của mình để chuẩn bị đón Chúa đến trong vinh quang, đến trong ngày cánh chung để xét xử. Đó là ý nghĩa chính của mùa vọng. Ý nghĩa thứ hai phụ hơn, đó là chúng ta chuẩn bị tâm hồn của mình để mừng cái biến cố Chúa đã đến lần thứ nhất. Nhưng mà giữa hai cái lần đến như vậy thì Chúa vẫn hàng đến hàng ngày trong đời sống của mình. Chúa đến qua lời Chúa, Chúa đến qua thánh thể, Chúa đến qua các bí tích. Thế thì không những là chúng ta đón vào trong lòng của mình để sửa tâm hồn của mình, chúng ta còn phải có cái nhiệm vụ, còn phải có cái lòng khao khát, còn phải có sự ý thức là Chúa đến với anh chị em tôi nữa. Vậy thì chúng ta xin Chúa sửa mình, chúng ta cũng xin Chúa qua mình để trở nên phương tiện, để giúp cho anh chị em mình, giúp cho anh chị em mình sống tốt hơn. Con không dám nói là lạy Chúa xin Chúa giúp cho con có sự khôn ngoan để con sửa người khác. Không, chúng ta không làm như thế. Nhưng mà chúng ta xin Chúa cho chúng ta trở nên dấu chỉ yêu thương của Chúa, để mọi người qua đời sống của chúng ta, người ta biết và người ta yêu, người ta mến đời sống của Hội Thánh, và người ta đến với Chúa trong tình yêu thương.
Vậy thì thưa cộng đoàn, ngày thứ nhất con mời gọi chúng ta hãy nhìn thực trạng về tội lỗi của mình, tội lỗi của tập thể, tội lỗi của mỗi cá nhân, và hơn ai hết chính lòng của mỗi người sẽ biết mình như thế nào. Khi đối diện với lòng thương xót của Chúa, đừng nhìn mình với những người khác, nhìn mình trực tiếp với Chúa giữa một đấng thánh thiện tuyệt đối, và bản thân con người của mình là tội lỗi, là bất toàn, là giới hạn, là xấu xa, thì chúng ta sẽ thấy và mỗi người sẽ tìm ra, nhận ra được cái thiếu sót của mình để chúng ta sửa. Và khi chúng ta sửa một cách thực sự như vậy thì chúng ta mới có cơ may là người biết đứng, biết chuẩn bị sẵn sàng để đi về với Chúa, đón Chúa đến trong tâm hồn của mình. Và chúng ta cũng xin Chúa giúp cho giáo xứ của chúng ta sẽ mỗi ngày mỗi trở nên một cộng đoàn của lòng thương xót, thánh địa của tình yêu thương mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Vậy thì như Thánh Phaolô nói, ở đâu có tội lỗi thì ở đó có ân sủng, ở đâu có tội lỗi nhiều, ở nơi đấy ân sủng nhiều hơn, ở nơi ấy nào tội lỗi lan tràn thì ở nơi ấy ân sủng của Chúa chứa chan gấp bội. Cho nên chúng ta không sống trong bi quan về tội lỗi của mình, nhưng mà chúng ta sống trong sự tin tưởng để chúng ta biết rằng Chúa vẫn ban ơn và Chúa vẫn dành cơ hội để cho chúng ta sửa đổi con người của mình. Chỉ có điều đừng lạm dụng, đừng thờ ơ, đừng ỷ lại, đừng nghĩ rằng tôi còn có ngày giờ, tôi còn có năm tháng. Chúa gọi chúng ta một cách bất ngờ và chúng ta sẽ không thể nào chậm trễ được khi đến với Chúa. Thì con xin tạm dừng cái bài chia sẻ ở đây. Và giờ phút này cộng đoàn chúng ta, mọi người nếu có câu hỏi hay nếu có một cái tâm tình hay có một cái thắc mắc nào hay một cái điều gì đó chúng ta muốn chia sẻ với cộng đoàn, thì con mời mọi người chúng ta cùng góp phần của mình vào trong cái giây phút mà chúng ta lắng đọng tâm hồn.